Alo, các vị có nghe không? Hôm nay chúng ta học tiếp cái kinh Vô Ngại Giải. Học tiếp cái kinh Vô Ngại Giải. Đức Phật Ngài dạy rằng là một tỷ kheo nói riêng và bất cứ ai trên đời này tu theo Phật Pháp nói chung. Khi mà có được bảy cái điều sau đây đó thì sẽ thành tựu được bốn cái trí vô ngại giải. Bốn cái trí vô ngại đó là cái gì? Thì đầu tiên đó là cái pháp vô ngại giải. Đầu tiên là pháp vô ngại giải. Tức là thành tựu được bảy điều sau đây thì sẽ có được có được bốn cái trí vô ngại. Thì cái trí đầu tiên đó gọi là cái trí vô ngại giải, cái trí gọi là pháp vô ngại giải. Mà sẵn ở đây chúng tôi cũng nói thêm là thánh nhân á, La Hán á, gồm có nhiều hạng. Có vị đó thì chỉ gọi là chấm dứt phiền não thôi. Chấm dứt phiền não, không còn tham sân si, không còn sanh tử nữa. Không còn sanh tử nữa, xong. Hết dầu, hết củi thì lửa tắt, chỉ vậy thôi. Hết phiền não, không còn điều kiện sanh tử nữa. Đó là trường hợp một, gọi là thuần quán, gọi là thuần quán La Hán. Trường hợp hai gọi là tam minh La Hán, có nghĩa là cái vị này đó là bên cạnh cái việc mà chấm dứt tất cả phiền não thì vị này có được gọi là hai cái khả năng, đó là nhớ được cái nhân sanh tử và nhớ được cái quả sanh tử. Nhớ được cái quả sanh tử thì gọi là túc mạng minh nha. Trong khi cái hạng A-la-hán đầu tiên này không có khả năng này, chỉ biết thôi, chỉ biết là chúng sanh ở đời là làm ác thì bị khổ, làm lành thì được vui, và không còn thiện ác thì không còn tái sinh. Đó, vì cái vị A-la-hán thuần quán A-la-hán là chỉ biết đơn giản vậy thôi, tức là làm ác thì bị khổ, mà làm thiện thì được vui, hết ác hết thiện thì không còn khổ vui, nghĩa là chấp nhận sanh tử. Đó, vị đó chỉ biết tới đó thôi. Nhưng mà cái hạng thứ hai đó không phải là biết không mà còn nhớ nữa, nhớ được cái nhân sanh tử quả sanh tử nha. Nhớ được cái nhân sanh tử quả sanh tử, nhớ được cái quả sanh tử là sao? Nhớ được cái quả sanh tử có nghĩa là nhớ được kiếp trước của mình, của người khác, kiếp của mình, của người khác kiếp trước đó, mình từng làm vua ở đâu, tuổi thọ sống được bao lâu, rồi mặt mũi, rồi bao nhiêu chi tiết lớn bé trong đời sống, rồi kiếp làm chó làm heo, kiếp nào đi địa ngục, kiếp nào làm ruồi muỗi gì đó, nhớ hết. Nhưng dĩ nhiên cái trong một cái giới hạn nào đó thôi. Có vị thì nhớ 100.000 kiếp, có vị nhớ 200.000, 300.000, có vị nhớ chừng vài ngàn kiếp, có vị nhớ nhiều đại kiếp, có vị nhớ được cả A Tăng Kỳ nữa, là cho tu nhiều tu ít nha. Thì cái chuyện, nhưng mà cái chuyện đầu tiên đó là cái nhớ được cái quả luân hồi, có nghĩa là nhớ được mình từng sanh ra ở đâu, mặt mũi tuổi thọ, rồi chi tiết sinh hoạt lớn bé thế nào, đó gọi là nhớ được cái quả sanh tử. Còn nhớ được cái nhân sanh tử có nghĩa là nhớ được cái là kiếp đó mình nhờ cái phước gì đó mà mình mới sanh làm ông vua, rồi kiếp kia mình đó là vì cái nghiệp nào đó mà mình làm con chó con heo. Rồi trong cái khi làm chó làm heo đó thì mình thấy có kiếp thì con heo nó sống hết tuổi, con heo thì nó mới vừa chớm chớm heo sữa là bị giết, rồi con phải đủ tạ mới bị giết, rồi bị giết kiểu gì, giết ở đâu, trong cái bối cảnh như thế nào, nhớ hết. Thì mà tại sao vậy, mình tạo cái nghiệp gì mà mình mới bị cái nghiệp đó. Thì trường hợp đó được gọi là nhớ cái nhân sanh tử. Rồi về đây cái đầu tiên nó gọi là nhớ được cái quả sanh tử thì gọi là túc mạng minh, nhớ được cái nhân sanh tử gọi là sanh tử minh. Sau khi thấy nhớ được hai cái đó đó thì được cộng với cái trí La Hán. Trí La Hán là cái trí mà gọi là chấm dứt phiền não lậu hoặc, cái trí đó được gọi là lậu tận minh. Thì cái hạng La Hán đầu tiên nó thuần quán La Hán thì chỉ có được cái lậu tận minh thôi. Nhưng mà cái La Hán tam minh thì thêm hai minh nữa, đó là sanh tử minh, nhớ nhân quả nhân sanh tử, và túc mạng minh là nhớ cái quả sanh tử. Đó là hai hạng La Hán. Cái hạng La Hán thứ ba nó gọi là lục thông La Hán, có nghĩa là cái vị này đó bên cạnh cái chuyện mà chấm dứt phiền não đó,
Bên cạnh cái chuyện mà nhớ được nhân sanh tử quả sanh tử đó, thì vị này còn có những khả năng đặc biệt khác. Thí dụ như vị đó có thể gọi là có cái khả năng biến hóa nhiều thứ, gọi là biến hóa thông. Vị đó có muốn có nhà, muốn muốn hiện ra một con đường, một hồ nước, muốn biến hiện ra con trâu, con cọp gì cũng được, muốn hiện ra cái gì cũng được, biến hiện đi mây về gió, thì cái đó gọi là biến hóa thông. Rồi cái thông thứ hai là tha tâm thông, là vị này có thể hiểu được cái tâm của người khác, hiểu hiểu được tâm người khác, dầu ở xa hay là ở gần, dầu ở xa hay là ở gần. Tôi chào, tôi tắt cái kêu quá kêu. Dầu ở xa hay là ở gần thì vị đó cũng có thể, chỉ cần nghĩ đến ai là biết được cái tâm của người đó, nghĩ được cái tâm của người đó. Rồi thiên nhãn thông là cái khả năng mà có thể thấy được những cái xa, những cái nhỏ nhất, xa nhất mà mắt thường có thấy, gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông á, là nghe được tất cả mọi tần số âm thanh, dù xa dù gần mà người thường nghe không được. Này, tất cả mọi tần số âm thanh thấp nhất cỡ nào, cao cỡ nào, về xa cỡ nào về nó cũng nghe được, thì nó gọi là thiên nhĩ thông. Như vậy thì biến hóa thông, rồi tha tâm thông, rồi thiên nhãn, thiên nhĩ ha, đại khái như vậy. Đó là những cái khả năng thần thông của một cái vị chứng lục thông la hán. Rồi nhưng mà tại sao chứng la hán rồi mà có vị về vị khác, là cái kiểu tu. Ví dụ như hôm nay mình cũng có cái tâm cầu giải thoát, cái tâm chán sợ sanh tử, nhưng mà cái kiểu tu chỉ chuyên tu tứ niệm xứ thôi, không có lo cái gì khác ngoài ra nữa hết, thì mai mốt chứng cái gọi là thuần quán la hán, hết phiền não rồi, tôi không thèm bớt gì hết. Còn nếu bây giờ mà mình có quan tâm những cái chuyện khác, ví dụ như là trau dồi kiến thức giáo lý, rồi tu tập thêm mấy cái samatha thiền chỉ, tu mấy cái đề mục như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, rồi cộng với lời nguyện nữa, nguyện là đời sau tôi sẽ đắc đạo với cái quả vị là lục thông. Nhớ cái đó, phải có cái lời nguyện nữa, phải có cái lời nguyện nha. Rồi chỉ còn không thì mình thấy như có nhiều người bây giờ là chỉ có là tu tứ niệm xứ, ngoài ra là không màng giáo lý đó. Cái không màng giáo lý đó quan trọng, không màng giáo lý là chỉ học có một chút đủ để tu thôi, rồi cũng không có thiết tha gì cái chuyện mà bố thí phục vụ, làm từ thiện, chê chê là cái như mấy cái đó là mất thời gian. Thì đúng, trong cách nói rốt ráo của người cầu đạo giải thoát thì mấy cái đó đúng là nó cũng mất thời gian thiệt đó, nhưng mà bên cạnh nó có một cái sự thật mà mình phải đồng ý, nên mình phải đồng ý là hai người mà bắt đầu một cái chuyến đi mà dã ngoại cắm trại đó, cái người thứ nhất thì họ chủ trương là gọn nhẹ, thì phải nói là lúc sửa soạn đó, làm chuẩn bị hành lý là mình thấy cái âm mà gọn nhẹ là mình thấy sướng rồi, còn cái anh kia anh cụ bị lụm tụm mình thấy mình mệt. Nhưng mà trong lúc mà va chạm thực tế đó, thì mình thấy đó, nó có những cái khác. Thí dụ như lúc mà chuẩn bị anh đơn giản thì anh chuẩn bị nhanh đã đành, mà lúc đang đi bộ, đang đi leo núi, anh mà chuẩn bị ít hành lý ít, anh cũng đi cũng nhanh, nó sướng, anh không có nặng. Nhưng mà tới nơi chỗ mà hạ trại đó, căn lều đó, thì cái ông mà đơn giản đó coi chừng ông bị thiếu tùm lum hết nè. Còn cái ông kia là giữa rừng vậy đó, mà ông có cái đồ pha cái máy pha cà phê espresso machine nè, giữa rừng ông có lò ga, rồi là bếp cồn, giữa rừng mà ông có đồ ăn khô, giữa rừng mà ông có thể sáng sớm ông có thể nướng bánh mì, ông mang với công ty tươi mứt trái cây, giữa rừng mà ông có trà nóng, có cà phê loại xịn ông uống không đó, giữa rừng. Còn cái ông mà đơn giản thì đúng, lúc sửa soạn thì khỏe lắm, rồi lúc đi cũng sướng lắm, khỏe lắm, nhưng mà tới lúc mà trụ lại, lúc mà tới nơi rồi đó, thì mình thấy hai ông khác nhau. Không? Thì quý vị hỏi tôi cái nào tốt thì tôi đâu có nói được, không nói được, bởi vì tùy cái lựa chọn của mình thôi nha, tùy lựa chọn của mình. Đó là cái hạng thứ hai là lục thông la hán, rồi cái hạng thứ ba là vô ngại giải la hán. Có nghĩa là cái vị này đó là coi như khi mà đắc la hán rồi, rồi có được bốn cái khả năng đặc biệt, bốn cái khả năng trí tuệ đặc biệt mà mấy cái vị khác không không có được, không có được.
Đó là cái đầu tiên là cái pháp vô ngại giải. Cái pháp vô ngại giải nó có hai nghĩa. Một là nhìn đâu cũng thấy Phật pháp, nhìn cái gì cũng có thể nói pháp được hết. Thấy cái lá nó rụng xuống, vị đó có thể nói 1.000 pháp thoại liên hệ tới chiếc lá này. Thấy một người đang cười đang khóc, vị đó có thể thấy 1.000 cái pháp thoại liên quan tới tiếng cười tiếng khóc. Nhìn đâu cũng thấy pháp hết, bất cứ cái gì vậy nó cũng phân tích theo pháp được hết. Đó là cái thứ nhất. Cái pháp mà vô ngại giải nó có nghĩa thứ hai nữa, có nghĩa là nhìn nhân mà biết quả. Nhìn nhân mà biết quả, nhìn cái này biết từ đâu nó ra. Mà có nhiều vị la hán là mấy cái đó thì nhanh cái vị rất là chậm cái vị phải nói là zero, zero cái là duy tư phiền não thôi. Nhưng mà trong đời sống ví dụ nhìn cái chuyện đó biết nó từ đâu nó ra, hoặc là biết là cái này nó sẽ dẫn tới cái gì, vì nó chỉ biết một cách căn bản, là vì nó biết cái rất là căn bản thôi. Làm ác thì bị khổ, làm thiện thì được sướng, hết ác hết thiện thì không còn sướng khổ, hết chỗ đầu thai, chấm dứt sanh tử, xong. Các vị nghe kịp không? Chỉ mới hiểu đơn giản vậy thôi. Nếu mà nó cầu đạo giải thoát mình chỉ hiểu được bao nhiêu, nó gom lại khoảng chừng 4 dòng viết tay đó, 3-4 dòng là xong. Làm ác thì bị khổ, làm thiện thì được vui, hết ác hết thiện thì không còn khổ vui, mà không còn khổ vui thì có nghĩa là không còn sanh tử nha. Chị nhớ nhiều đó thôi. Đó. Còn cái vị này lại khác à, vị này gặp gì, bất cứ chuyện gì vị nó cũng có thể nhìn nhân biết quả, nhìn quả biết nhân, giải quyết vấn đề rất nhanh. Ví dụ trong thời Đức Phật có những vị A-la-hán có một khả năng đặc biệt là cái vấn đề khó cỡ nào, khó giải thích cỡ nào, cả ngày cũng mau chóng tìm ra một cái ví dụ tuyệt vời để cho người ta hiểu. Đó là ngài Kumara Kassapa, ngài Kacchayana, ngài Sariputta, những vị này có khả năng đặc biệt đó. Nhưng mà dĩ nhiên trong đó là ngài Kacchayana, ngài Kacchayana là vô địch về cái này. Xin lỗi, ngài Kumara Kassapa, ngài Kumara Kassapa thì vô địch về cái này, là tìm ví dụ rất nhanh, rất nhanh. Cái chuyện mà lựa ví dụ mà để giải thích cho người ta nó không phải dễ đâu, bởi vì có những cái ví dụ 10 điểm, có những ví dụ có 4 điểm, 3 điểm thôi. Này đó. Cái ví dụ mà nó càng sát sao, khích khao với vấn đề đó, nó mới khó. Chứ còn cái ví dụ mà gượng gượng, ví dụ như tôi nhớ có một cái vị pháp sư cũng có tiếng đó, mà đã có cái ví dụ như thế này, nó hơi khập khiễng. Là có người hỏi vậy chứ, mình tu hành đó, mà để mình sanh về cái cõi thiên đàng hay là cõi tây phương cực lạc thì có chỗ mô tả. Ví dụ như cái cõi cực lạc của bên Phật giáo Bắc truyền, người ta có mô tả kỹ lắm. Rồi cái thiên đàng của Hồi giáo người ta cũng tả kỹ lắm. Thì dụ như trên thiên đàng của Thánh A-la đó là coi như có thảm cỏ xanh, rồi mây trắng nắng vàng, rồi thì có mỗi một người đàn ông đó nó được 47 cô tiên nữ, rồi đó có những dòng sông toàn là rượu không uống đã luôn, uống chỉ đủ say say lăng lăng thôi chứ không có xỉn mù mịt ói mửa như dưới đây. Cả đời sung sướng hàng vô số năm không có chết, mà đời đời lúc nào cũng có 47 người con gái nó đẹp lộng lẫy hầu hạ như mình nó. Họ tả ít nhất là tả kiểu thiên đàng của Hồi giáo, rồi thiên đàng của bên Cơ Đốc thì cũng một bầy chiên, rồi hươu nai, rồi mây trắng nắng vàng, rồi các thiên thần áo trắng, rồi bồ câu, rồi tùm lum hết nó. Rồi có cực lạc của Phật giáo Bắc truyền, trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ ta giải thích tả đã lắm. Nhưng mà riêng cái niết bàn ấy, thì nói rằng giống như ngọn đèn tắt thì không còn sanh tử nữa. Thì tả niết bàn trong kinh điển Pali nó nói là niết bàn rất là mơ hồ. Vậy thì mình làm sao mình có thể tưởng tượng hình dung ra cái niết bàn là cái gì, làm sao mà mình biết vị A La Hán an lạc cỡ nào để mà mình mình hướng tới mình tu hành. Thì cái vị này mới cho ví dụ thế này, vị này nó có nhiều khi mình không cần chạm tới cái đó mình cũng biết, mình có thể hình dung được. Ví dụ như bà con chưa bị cục chân nhưng mà bà con cũng có thể hình dung được cái cục chân nó khổ cỡ nào, vậy thấy không? Mình nghe cái ví dụ đó, mình đọc cái ví dụ đó mình biết vị nó muốn nói cái gì, nhưng mà cho cái ví dụ như vậy nó hơi kỳ kỳ, nó hơi kỳ kỳ. Tức là vị nó nói là không có cần phải đắc A-la-hán, mà chỉ cần mình hình dung là không còn phiền não nữa, không
biết chắc là mình không còn sa đọa nữa, không còn luân hồi nữa, cái cảm giác đó là mình chỉ nghĩ bao nhiêu là mình đã hình dung được cái sướng của nó rồi. Đấy. Không còn thích, không còn ghét, không còn sợ, không còn giận gì hết là sướng rồi. À, dù mình chưa phải là hết nhưng mình có thể hình dung được. Thì vì nó không biết nghĩ sao, hay là lúc đang bệnh, chắc đang bệnh mới lẩm đại cái ví dụ, nó giống như mình không có bị cụt tay cụt chân nhưng mà mình vẫn hình dung được cái khổ của người bị cụt tay cụt chân. À, thì cái ví dụ đó thì cũng đủ đủ để cho người ta hiểu, nhưng nó kỳ, nó gượng lắm, à, nó gượng lắm. À, cho nên cái những vị A-la-hán, cái vị có thể coi ở trong kinh người kinh Tệ Túc, bài kinh Tệ Túc, bài kinh cuối cùng của Trường Bộ Kinh, bài kinh cuối cùng của Trường Bộ Kinh, sau buổi giảng này nên tìm đọc bài kinh đó nha. Kinh này do những cái ví dụ mà nó đẹp lắm, mà nó sát sao lắm, sát sao đã lắm, mình đọc thấy đã lắm. Đã lắm. Thì mỗi vị có cái khả năng khác nhau. Thì cái vị đầu cái vô ngại giải là cái gì, cái vị đầu cái đầu tiên là pháp vô ngại giải, là nhìn đâu cũng thấy 37 bồ đề phần nó thất giác chi bát chánh đạo. Thứ hai là vị đó nó coi như có thể nhìn nhân mà truy ra quả, nhìn cái chuyện gì cũng biết nó sẽ dẫn tới cái gì. Rồi cái tiếp theo là cái nghĩa vô ngại giải, có nghĩa là sao, có nghĩa là ai nói cái gì mình nghe cũng hiểu hết, đó là nghĩa vô ngại giải. Mà đồng thời nó còn có nghĩa nữa, tức là nhìn quả mà biết nhân, nhìn nhân mà biết quả, nghĩa là nhìn cái này biết nó dẫn về đâu, còn còn nhìn quả biết nhân là nhìn cái này biết từ đâu nó đến. Thì Trung Trung có nghe kịp cái này không, Trung Trung có nghe cái này không? Một cái là nhìn nhân biết quả, còn cái là nhìn quả biết nhân. Nhìn nhân biết quả là mình nhìn mình biết cái này nó sẽ dẫn về đâu, cái chuyện này, sự kiện này nè, cái vấn đề này nó sẽ dẫn về đâu, đó gọi là nhìn nhân biết quả. Còn nhìn quả biết nhân có nghĩa là mình nhìn cái này biết nó từ đâu nó đến. Mà nói vậy mà cũng không hiểu là mệt lắm nha, mệt lắm. Đó là gọi là nghĩa vô ngại giải. Rồi cái thứ ba gọi là từ vô ngại giải, có nghĩa là vị này gọi là hiểu cái gì hiểu được là nói được, cái gì mà vị này hiểu được biết được bèn nói được, không khó khăn, không khó khăn, từ vô ngại giải. Có nghĩa là có những người là kẻ ăn không hết mà người lần không ra, có người ấm ma mới nói mà được, diễn tả cái chuyện đơn giản được. Còn các một cái vị mà các vị mà chuyển được cái gọi là từ vô ngại giải, cái ngôn từ của vị đó thoải mái, thừa mứa, thừa mứa xài màu mỗi miệng luôn. Cái người ta giàu quá, người ta đếm tiền mỗi tay. Tại vì có người tiền ấy không đủ để mà no bụng mà từng bữa không đủ, vừa đói vừa no. Có người tiền mà đếm không được mỗi tay, mỗi tay. Ở đây cũng vậy, cái từ vô ngại giải là vị này có đủ cái sự phong phú ngôn từ để diễn đạt từng cái vấn đề cụ thể, điển hình trừu tượng sâu kín khó nói, vị này có dư sức. Cái này một cái khả năng rất là đặc biệt, cái vị biết không, rất là đặc biệt. Bởi vì trong các nhà theo cái lý thuyết của ngôn ngữ học, theo lý thuyết của linguistics, thì cái ngôn từ từ vựng nó gắn liền với tư duy, hoặc đó là cách nói trong nước, còn cách nói ở ngoài này đó là cái từ vựng nó gắn liền với concept, gắn liền với idea, nó gắn liền với knowledge, gắn liền với experience, nó gắn liền với kiến thức, rồi khái niệm, quan điểm. Một cái người mà cái kiến thức bách khoa nó nghèo đó, thì tự nhiên, đương nhiên, cố nhiên và mặc nhiên cái lượng từ vựng nó cũng theo đó mà nó nghèo theo. Tôi ví dụ một cái người mà chưa từng học đại số, chưa từng biết hóa học, thì những cái thuật ngữ của đại số, của hóa học, họ nghe họ chỉ có chết nghe, họ nghe họ không có hiểu. Một người không có học hình học, họ nghe cái chữ tọa độ, họ nghe cái chữ kinh tuyến, vĩ tuyến, họ không có hiểu. Các vị nghe kịp không? Một cái người mà không có học về hải dương học, oceanography, hay là về biology, học về sinh vật học, họ không biết, họ không có biết về thuốc, họ không biết ngành y, thì những cái thuật ngữ về gọi là chuyên môn trong các lĩnh vực đó họ không có, họ không có. Rồi mình không biết Phật pháp thì mình không có được cái lượng từ vựng mà trong kinh điển để mình xài những thuật ngữ kinh điển. Mình không có biết cơ đốc giáo thì mình gặp ba cái từ ngữ như linh hướng, hay là
bí tích là thêm sức gì đó, là mình mù tịt mình không có hiểu bí tích thêm sức lên hướng nó là cái gì, mục vụ là cái gì mình không hiểu, lễ cho lễ trọng lễ nhớ gì đó là mình không hiểu này đó là cái gì. Nhưng mà nếu mình biết về đạo chúng á thì mình hiểu, ok nó biết họ nói cái gì rồi. Cho nên á, đừng có coi thường cái gọi là khả năng ngôn từ, bởi vì cái khả năng ngôn từ á, trước hết là anh muốn có được khả năng ngôn từ anh phải có một cái lượng kiến thức trời biển. Thứ hai là với khả năng ngôn từ đó, bên cạnh cái chuyện anh được bơi lội trong cái biển học, anh còn gọi là có khả năng chia sẻ cho người khác. Và các vị phải tuyệt đối đồng ý với tôi, tuyệt đối đồng ý với tôi là cái nền văn minh của nhân loại này nó được chuyển tải, nó được lưu trữ, nó được thừa tiếp, nó được trao truyền thông qua cái phương tiện ngôn ngữ, bắt buộc như thế, bắt buộc như thế nha. Các vị nói là các vị là họa sĩ, các vị là nhạc sĩ, nhưng mà tôi hỏi cái lý thuyết về nhạc, về họa ở đâu mà quý vị biết, là có phải nhờ người ta nói, nhờ người ta viết ra, người ta trao truyền lên cho các vị không? Đấy. Cho nên cái khả năng trao truyền nó là một cái khả năng cực kỳ quan trọng trong cái nền văn minh nhân loại, trong đời sống của chúng sinh nha. Rồi cái sẽ giới tôi dành tôi nói nhiều về cái này là bởi vì hai cái đầu của viện vì thấy nó gần gần với việc tu hành giải thoát. Nhiều riêng cái thứ ba này là nếu tôi không nói nhiều, không nói kỹ, các vị thấy ủa mình tu hành mình cần gì cái thứ ba trời, nhưng mà sai, đúng là không, mình nghe đó nó không có liên quan gì đến cái đạo giải thoát, nhưng mà người có thành tựu cái trí tuệ mà vô ngại dạy là cái biết của họ về bách khoa cực rộng, có những cái biết mà gọi là đi trước nhân loại đương thời, cái biết của họ trở lại vượt xa cái biết thời thượng, có nghĩa là và ngay vào cái thời điểm mà các ngài đang có mặt, cái nền văn minh nhân loại chỉ là lè tè như gót trong lên nó bắt cá của ngài nữa. Cái thời của các ngài đó, các vị a la hán mà tuệ bậc thánh, các ngài đã biết rõ thế nào là cái gravity, biết thế nào quỹ đạo, biết thế nào là không trọng lực, các ngài biết thế nào là cái sức hút của 502 chiều. Từ thời đó các ngài đã biết cái chuyện đó, từ thời đó các ngài đã biết cái sự có mặt của vô số chúng sinh trong là một giọt nước, các ngài có biết đến cái sự có mặt của vô số hình thức vật chất, từ vật chất thông thường cho đến thứ vật chất tối, biết rõ cái gọi là không gian chiều thứ ba, chiều thứ tư. Thời đó các ngài đã biết đến cái đó, các ngài biết đến sự tồn tại của các nguyên tử, phân tử, điện tử, các ngài đã biết đến cái đó. Dĩ nhiên là để nói chuyện với người được thời cái chuyện nó không cần thiết, và nếu cần các ngài phải dùng một thứ ngôn ngữ, một thứ từ vựng khả dĩ diễn tả truyền đạt cho họ được, cho nó nghe cái tầm của họ, chứ cái sức hiểu của các ngài đó nó bao la trời biển. Và bằng chứng là các ngài có thể đi đến các cái vũ trụ, các cái thiên hà khác mà các ngài tiếp xúc với nhiều cái nền văn minh khác nhau mà đương nhiên tôi nói đến đây nhiều bà con trong rừng nó nhảy lên tới nóc, bà con nói là sao ông nổ quá, ông nói ông tổng tả vậy, a la hán ghê quá, nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì các ngài một vị đắc tứ thiền mà ngũ thông, các vị có thể đạt đến cái mức gọi là hoán chuyển càn khôn, là sao, là cái thân xác của một người đang hiện thông, đang quá đang dùng thông, thân xác ấy không có bị ảnh hưởng tác động bởi cái tình trạng không trọng lực, các ngài không cần đến oxygen, các ngài không cần đến cái bầu khí quyển, các ngài không bị tác động bởi sức hút của trái đất, các ngài có thể đi đến vô lượng vũ trụ ở trong những cái điều kiện gọi là nhiệt độ gọi là lạnh bao nhiêu, nóng bao nhiêu thì nó không là vấn đề nha. Cho nên đừng có nghĩ là bị láng lục thông không có gì, mà cái khả năng đó, cái khả năng mà thần thông, khả năng thiền định và khả năng trí tuệ của bậc thánh láng, cái khả năng đó nó là cái nền cho cái gọi là trí phân tích, trí vô ngại. Cho nên bốn trí vô ngại đầu tiên là cái pháp vô ngại dạy, đó là nhìn đâu cũng thấy pháp. Thứ hai đó là nhìn nhân thấy quả. Còn cái nghĩa vô ngại dạy là ai nói cái gì cũng hiểu. Và cái nghĩa thứ hai đó là nhìn quả mà thấy ra nhân. Cái thứ ba của trí vô ngại dạy đó là từ vô ngại dạy, có nghĩa là cái khả năng diễn đạt, giải thích không giới hạn tất cả những gì mình hiểu mình biết, không khó khăn. Và cái thứ tư là biện vô ngại giải, cái chữ xưa đó gọi là biện, nhưng mà trong chú giải giải thích gọi là ứng khẩu, chứ không phải là biện mà ứng khẩu.
Có nghĩa là ba cái trí trước đó, tức là pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải và nghĩa vô ngại giải, chạm tới bật ra, chạm tới bật ra, chứ không phải ngồi mà bò đầu bứt tóc, không có. Tức là cái gì mà cái ngày đã gọi là biết thì là móc ra xài liền, chạm tới là bật ra, là ứng khẩu vô ngại. Thì bốn cái này gọi chung là tứ vô ngại giải. Thì cái theo cái bài kinh này đó, cái vị mà vị thánh mà có được bảy cái sau đây đó, thì coi như là có cái khả năng thành tựu được bốn cái vô ngại giải. Tôi nhắc lại cho các vị nghe, nghe cho kỹ nha. Có nhiều cái điều kiện để cấu thành, để tạo nên bốn cái trí vô ngại. Có nhiều điều kiện chứ không phải chỉ có bảy cái này. Nhưng mà tùy trường hợp, mà có lúc thì Đức Phật Ngài nói cái này, có lúc Ngài nói cái khác. Nhớ nha. Nhớ. Ví dụ như cái cách nói là làm sao mà có tiền, thì tùy tùy trường hợp. Có người thì mình đem vấn đề buôn bán ra mình nói, có người mình đem cái chuyện học hành tri thức ra mình nói, có người mình đem rồi một cái nghề nghiệp chuyên môn nào đó. Không, có nhiều con đường để tạo ra tiền. Một là kiến thức học đường, hai là một cái tay nghề chuyên môn, ba là buôn bán, bốn có thể là giao dịch. Giao dịch chỉ đơn giản là có gì giao dịch ngoại giao giỏi thì cũng có thể kiếm ra tiền. Rồi như vậy thì tùy trường hợp, nhưng mà chung quy lại thì cái tinh thần của những cách kiếm tiền nó có điểm giống nhau, nó có điểm giống nhau. Chứ còn mà mình nghĩ chỉ có một cách thôi, chỉ có buôn bán mới có tiền, phi thường bất phụ là sai. Bởi vì ngoài cái thương ra nó còn có cái khác nữa mà quý vị, không như nhà đất nó chỉ cần giỏi giao dịch thôi. Còn một cái tay, hoặc là mình có cứng một cái tay nghề đó, mình có thể giàu được. Như mình biết Việt Nam bây giờ là một ông thợ mà khắc gỗ, cũng khắc những cái tác phẩm mà từ gỗ lũa, lũa tức là gỗ gỗ gốc, mấy cái gốc cây mà danh mộc cứng đẹp, không bền chắc. Một cái gốc cây đó có nhiều khi là mua có cái giá mà giá rác, giá đồng nát, họ đem về họ thực hiện những tác phẩm mà bán bạc tỷ, của những bộ bàn ghế bạc tỷ. Hoặc những người Việt Nam mà cái nhựa khéo chăn nuôi, khéo trồng trọt, họ cũng có, hoặc là họ chơi lan chơi kiển bonsai, họ có thể có kiếm được bạc tỷ từ một tác phẩm nhỏ xíu nha. Cho nên ở đây cũng có nhiều cái con đường kiếm tiền, thì ở trong kinh nó nói rằng có nhiều cái con đường để thành tựu cái bốn cái trí vô ngại này. Nhưng mà tinh thần chung của các cái con đường ấy nó giống nhau nha. Rồi bây giờ trước khi mình nói bảy cái này, mình phải nói về cái gọi là vô ngại giải trước chứ. Rồi bây giờ đó, Đức Phật thì mới giải thế này: khi nào cái tâm thụ động đó, thì mình biết rõ là tâm thụ động. Mình nghe thì mình thấy nó kỳ đó, mình nghe này nó kỳ đó, mình nghĩ, ủa cái này sao thấy nó có gì đâu ta. Có chứ, có chứ, ly đã chết ta, gọi là tâm lười biếng thụ động nhá. Tâm lười biếng thụ động, tại sao mà mình biết được cái này, nó giúp cho mình trở thành vô ngại giải? Bởi vì bất cứ một cái giới nào ở trong xã hội, không, bất cứ cái giới nào trong xã hội, dù là giới buôn bán hay là giới học, giới trí thức, không, giới tu sĩ trong các tôn giáo, bất cứ giới nào mà biết rõ rằng mình đang lười, và cái lười này là cái cần phải bỏ đi, thì người đó mới đi xa được nha. Các vị có biết có lúc tôi không có muốn giảng kinh nhiều, nhiều chứ phải có lúc, mà nhiều lúc tôi muốn giảng, bởi vì tôi thấy nước giảng gì người ta nghe, có bao nhiêu người nghe, rồi thứ hai nữa là trong số những người chịu nghe có bao nhiêu người hiểu. Tôi có đâu có biết nói sao cho bà con hiểu, trong đây một cái đám đông thế này cũng có người hiểu người không. Tôi nghĩ cái số hiểu thì ít hơn số cái số không hiểu rồi, không. Rồi có nhiều khi chính vì cái lớp học thì nó ràng tôi không có đi đâu được hết, tôi không có đi đâu được hết. Cái này có biết không, nguyên một ngày á, tôi 24 tiếng, ban đêm thì ngủ khỏi nói là ban ngày á, là vì tôi kẹt cái 2 giờ trưa nè. 2 giờ tới 4 giờ đó là giấc sáng, tôi đâu dám đi đâu.
Tôi không dám đi đâu, đi trừ kẹt lắm á. Tôi đi ra ngoài thì tôi mua cái gì đó một tí rồi trở về, tôi không dám đi nguyên ngày là bởi vì nó kẹt cái chỗ 2 giờ chiều, không dám đi đâu hết. Bởi vì tất cả những nơi tôi cần đi là phải 10 giờ nó mới mở cửa, mà tôi phải lay quay khẩn trương tranh thủ như thế nào đó để giải quyết cái chuyện đó từ 10 giờ tới 1 giờ, chứ đâu phải 2 giờ tôi có mặt ở nhà là chết rồi. Từ 10 giờ mà cho tới 1 giờ cái việc có mấy tiếng hộ, mà đâu phải những cái chỗ tôi cần đi là nó cách nhà tôi nửa tiếng 1 tiếng đâu, có những khi nó cách tôi cũng phải là 2 tiếng đồng hồ, rồi chưa kể phần vừa đi vừa về nó tốn bao nhiêu, được thời gian tôi dành cho cái chỗ đó là bao nhiêu. Muốn đi thăm một cái người cháu ruột ở bên ở gần cách đây khoảng mấy tiếng hồ mà bao lâu rồi đi cũng được, là nó bị kẹt cứng vậy đó. Thì dĩ nhiên lúc không giãn mới được, chứ bây giờ giãn là thua rồi đó nha. Thua, không có nhúng nhích gì được hết. Biết chứ, khi mà mình biết mình có cái tâm lười đó là mình đã khá rồi. Biết rõ là mình đang là bị tuột dốc rồi, là mình biết mình đang thiếu lửa đó, cái đó quan trọng lắm. Mà cái người mà không có xài cái này nè thì thấy gì cũng bình thường hết. Tôi nói rõ rung rung nha, cái chuyện mà mình thấy cái gì cũng bình thường đó, nó có lúc nó rất là hay nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Nó hay chỗ nào là cứ người cái chuyện gì cũng có bình thường nên sống với cái tâm thanh thản bình yên đó, cái nó hay cho thấy cái gì cũng bình thường, thấy không có gì quan trọng hết. Nhưng mà cẩn thận, cái thái độ đó nó sẽ vô cùng nguy hiểm khi mà chúng ta dùng nó để mà chúng ta đánh giá những cái chuyện quan trọng, những cái chuyện khẩn cấp mà mình vẫn đem cái thái độ tà tà đó ra, đó là hư hư bột nó được hết. Không, ví dụ như bây giờ mình có cái hẹn, mình có cái hẹn đi bác sĩ mà mình cứ tà tà là nó trễ giờ là có tống người khác vô rồi. Không, hoặc là mình nghe người kỳ kỳ, lẽ ra mình đã đi bác sĩ nhưng mình nghĩ ô không sao đâu, để tháng sau mình đi luôn, cuối tháng đi luôn, cái đó không được, cái đó không được. Như cơ thể mình có nhiều khi mà mình thấy nó kỳ kỳ nên là nhiều khi nó đã muộn rồi quý vị, nói chi là mình chưa kịp thấy nó kỳ kỳ là nó đã có vấn đề rồi nha. Cho nên nó kịp thời phát hiện cái tâm mình nó đang biến lười là đó là một cái chuyện rất là quan trọng, rất là quan trọng. Đó là một giáo sư đại học, một cái người đang một nhà khoa học ở trong cái phòng thí nghiệm, một cái bà tiểu thương buôn gánh bán bưng, một sinh viên, một học trò tiểu học, một thầy tu, thậm chí là một cái người ăn mày ngoài đường đi nữa, mà luôn luôn biết rõ rằng mình đang trong cơn làm điếng nha. Biết rõ như vậy, cái đó là một chuyện rất là cần thiết. Bởi vì chúng ta có thể giỏi bằng trời, có khỏe bằng trời, có giàu bằng trời, có đẹp bằng trời, chúng ta có uy tín quyền lực tiếng tăm bao nhiêu tôi không cần biết, một khi mà con người mà nó đã vô cái cơn làm biếng thì con người nó đang gọi là vô hiệu hóa chính mình, lớn chuyện chưa. Khi mà mình đang ở trong cơn làm biếng thì bản thân mình đang tự vô hiệu hóa bản thân, không có làm ăn được gì hết. Nói chi là một hành giả đang tu tập cầu đạo giải thoát chấm dứt sanh tử thì cái tâm trạng mà biến lười đó nó phải được phát hiện kịp thời kịp lúc. Mà các vị phải biết thêm một chuyện nữa, cái biến lười mà mình không có chặn nó đã trở thành nên thành nếp, và thành nếp đấy, nếp rồi nếp không? Cái nếp rồi cái nếp, nó thành nếp rồi đó là khó chữa. Có những người cứ giật dựa ăn rồi cứ ăn là cái là ngậm nghe tâm, leo lên ghế bố, leo lên giọng kẹo kẹo bọc tờ báo ra đọc đọc rồi ngủ tới trưa chiều gì đó, rồi nắng chiều đó rọi lên người nóng quá giật mình thức dậy à, coi đồng hồ là thấy 4 giờ, mới leo xuống đất xuống bếp lục gì đó ăn ăn no cho leo giọng nằm tiếp. Cái loại người vậy nó nhiều lắm, không nó nhiều lắm. Cho nên biết rõ là cái tâm mình nó đang biến lười đó là một cái chuyện rất là quan trọng. Cái chuyện thứ hai nữa là biết rõ rằng cái tâm mình nó đang muội lược. Có nhiều lúc mình nghe nó được khỏe, mình tưởng mình bệnh, nhưng mà thật ra đó là mình đang bị hôn thủy nó tấn công. Trong chú giải giải thích như vậy, cái sân cái tăng đây là nghĩa là cái co rút, cái tâm nó đang bị hôn thủy nên nó đang bị cái trạng thái buồn ngủ. Buồn ngủ nó có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp sinh lý, và trường hợp thứ hai là trường hợp tâm lý. Trường hợp sinh lý nghĩa là do mình ăn nhầm cái gì đó, hoặc là do mình bị một cái chứng bệnh gì đó, hoặc là do mình bị thiếu ngủ. Nhớ nha, bị một chứng bệnh nào đó, hoặc mình do mình ăn phải một cái thứ gì đó, uống phải một thứ gì đó, và cái thứ ba là do mình thiếu ngủ. Không, thì đó là 3 cái lý do khiến cho một người mất ngủ. Một là
ăn uống nhầm cái gì đó, hai là đang bị một chứng bệnh nào đó, ba là bị mất ngủ. Mà đa phần một cái người trẻ khỏe, người của người vô bệnh ấy, thì mình thấy trong đó là cái ăn uống, cái ăn uống rồi sao nữa, cái ăn uống thì không phải là lúc nào cũng bị, rồi bị một chứng bệnh nào đó đã, nó người đang bình thường thì cái chuyện mà bệnh, vì bệnh mà buồn ngủ cũng ít rồi. Do thiếu ngủ, thiếu ngủ thì cũng là cũng không có nhiều lắm, nhưng mà đặc biệt cái lý do tâm lý là quan trọng lắm. Cái tình trạng mà buông xuôi đó, biếng lười đó, nó rất dễ dẫn tới, rất dễ dẫn tới cái chuyện mà mình hôn thủy. Hôn thủy cái là hôn trầm và thủy niên đó. Các vị không học kinh, các vị không thấy cái chuyện tôi đang nói nó là quan trọng, nó ám ảnh biết bao nhiêu hành giả, biết bao nhiêu người học đạo bị khổ vì cái này, bị khổ vì cái này. Cho nên mình biết rõ rằng cái lý do mà nó dẫn tới buồn ngủ nó gồm có hai, đó là đó là tâm lý và sinh lý. Thì về cái sinh lý thì tôi vừa nói nó có ba đó, là về sinh lý thì gồm có ăn uống cái gì đó, hoặc là do mất ngủ, hoặc là bị một chứng bệnh nào đó, thì ba cái lý do này nó cộng lại, nó nằm chung ở trong cái nhóm, trong cái lý do gọi là sinh lý. Còn cái lý do tâm lý đó là chính mình không có cái sức bật, mình thiếu cái sức bật, mình thiếu lửa. Cho nên khi mình biết được cái tâm biếng lười nó là một chuyện, mà khi biết được tâm nó hôn, biết biết đây là hôn thị, biết đây đây là năm, một trong năm truyền cái, trong kinh nói ngày một kiền liên đắc tu đầu quần rồi, đắc tu đầu quần rồi đó, lúc mà đắc tu đầu quần rồi đó, mà cứ xếp cái chân vô ngồi thiền là buồn ngủ, xếp vô là buồn ngủ, mà ngày một kiền liên đó, lúc này đắc tu đầu quần rồi đó, cứ xếp cái chân vô là buồn ngủ. Thì Đức Phật ngài biết rằng đây là một cái vị mà coi như là đệ nhất kinh văn mà về thần thông, về định, mà chính vì định nhiều quá, định mạnh thì dễ dẫn nó hôn thủy hôn trầm. Cho nên nên là Đức Phật đã dạy cho ngài một kiền liên, từng bước cái cách để khắc phục cái cơn buồn ngủ, đồng thời ngài hướng dẫn ngài một liên từng bước trong 40 cái đề mục Samatha, bằng cái kinh nghiệm của Đức Phật, cái kinh nghiệm của ngài, mà không phải Đức Phật không còn kinh nghiệm đó, mà là cái biết của Đức Phật, bằng cái biết của Đức Phật mà cộng với cái căn cơ của ngài Bồ Tát Liên, có nghĩa là căn cơ của ngài Bồ Tát Liên được khai thác, được vận dụng một cách tối đa như có thể, không phải vị A-la-hán nào cũng được cái điều kiện, được cái may mắn đó. Có nghĩa là cái một cái quá khứ sâu dày, gọi là kinh nghiệm đầy ắp về gọi là thiền định thần thông, mà ngay cái hiện tại cộng với cái sự hướng dẫn của một vị chánh đẳng giác, một vị Phật toàn giác, Phật toàn giác biết rất rõ ngài Bồ Tát Liên cần phải vượt qua cái gì, cần phải phát triển cái gì, cần phải chấm dứt cái gì, cần phải né tránh cái gì. Cho nên là ngài Bồ Tát Liên đã vượt qua được cái mình tạm gọi là cái chứng tâm bệnh, tâm bệnh buồn ngủ, và sau khi ngài vượt qua ngài chứng La Hán rồi đó, thì ngài trở thành đệ nhất thần thông. Các vị biết rồi, cái buồn ngủ nếu mà mình không có học đạo đó thì mình cứ tưởng đó là cái chuyện cái đó không có gì xấu, nhưng mà trong thực tế tu chứng thì cái buồn ngủ nó là một cái thứ phiền não, một thứ triền cái, cái gì biết không, nó độc lắm, nó độc kinh khủng lắm. Tại sao nó độc? Là bởi vì nó làm tê liệt cái khả năng phấn đấu nỗ lực của bất cứ ai. Mà cái ghê gớm của nó là nó không bị xã hội, pháp luật, đạo đức xã hội lên án. Cái ghê của nó là chỗ đó. Mấy cái kia mình còn vì lý do này, lý do khác để mình đề phòng, mình cảnh giác. Còn riêng với cái hôn thị buồn ngủ thì tôi buồn ngủ, tôi ngủ thôi. Nhưng mình không có ngờ rằng nó độc, không có kém gì mấy cái phiền não khác. Độc lắm. Cho nên kịp thời biết rõ rằng mình đang đang ở trong cái tình trạng gọi là hôn thủy. Đó là một cái bước tiến rất lớn, một thành tựu đạo nghiệp rất là quan trọng nha. Rồi tiếp theo đó là biết rõ tâm mình đang tán loạn, gọi là quyết khích tán. Biết biết cứ lăng xăng mà mình không để ý, mà cứ lăng xăng là sao? Lăng xăng là thiếu niệm, thiếu định, gọi là lăng xăng. Bao nhiêu cái vấn đề rắc rối của chúng ta là từ cái chỗ chúng ta không có niệm, không có định. Mà một cái tâm thức, một cái tâm thức lăng xăng thì tâm thức nó không có làm được gì từ trong đạo ra tới ngoài đời, không có khả năng tập trung tư tưởng, không không có gọi là khi bị mắc hôn trầm thị niên hôn trầm đó, thì mình không có khả năng tỉnh táo để làm việc. Còn khi mắc vào cái phóng tâm, mình không có khả năng tập trung, mà không có cái việc gì trên đời này mà không cần nó sẽ tập trung. Nấu ăn
mai vá, chưng hoa, quét dọn nhà cửa, lái xe, chuyện lớn chuyện bé, điều khiển máy móc, chuyện lớn chuyện bé gì đi nữa, thì cái khả năng tập trung tư tưởng rất là quan trọng. Mình làm việc mà cái tâm nó cứ lăn xăng ngồi đây, mà cái tâm nó chỗ khác, người ta gọi là tại bất tại đó. Tại bất tại có nghĩa là, tại bất tại có nghĩa là tự tại, nghĩa là ở đâu thì lòng cũng thanh thản gọi là tự tại. Còn tại bất tại có nghĩa là xác ở đây mà cái hồn nghĩ đến chỗ khác gọi là tại bất tại nha. Tại bất tại có nghĩa là xác thì tại nhưng mà tâm thì bất tại. Tại bất tại cái đó là một cái dấu chỉ cho thấy rằng nó là mình thiếu định quyền, thiếu định lực, nhớ nha. Mà không có định thì làm gì có tuệ, quan trọng lắm. Cho nên cái người tu là phải biết rõ cái tâm lý của mình, biết rõ tâm thức của mình nó đang trong tình trạng nào nha. Mà nãy giờ mình kể mấy cái nghe mềm lắm, có gì thấy ghê. Thứ nhất là biết rõ mình đang biến lười, thứ hai biết mình đang hôn thủy buồn ngủ, rồi cái thứ ba là biết mình đang là phóng tâm thiếu tập trung. Thế nó hiền không có gì hết, nhưng mà nó phá tan quan cái thế nghiệp và đạo nghiệp của một người, nhớ cái đó nha. Phá tan quan, giật dưỡng kinh điển một tủ mà không có chịu đọc, không. Tuổi thọ thì mỗi ngày nó một ngắn dần, sức khỏe thì mỗi ngày nó một ít dần, không. Thời gian để mà làm việc trong cuộc đời này càng lúc nó càng teo tóp dần. Mà đôi khi mình cứ giật dừa như thế này thì các vị nghĩ, cái người nào biết sợ sanh tử trầm luân, sợ xa đọa khổ cảnh, không, rồi biết trân quý cái thân người vốn là khó được, không, thì lúc đó họ mới thấy rằng tiêu phí một giờ đồng hồ là có lỗi với bản thân, và có thể nói là có lỗi với thế giới. Là bởi vì cái thế giới này nó trong từng phút nó đang vận hành, nó đang tiến triển, nó đang đi về phía trước với cái sự cộng tác của 7 tỷ người trên hành tinh. Mà riêng ở cái bộ phận của mình, ở cái khâu của mình đó, thì nó bị tắc tì, nó bị đình chỉ, nó bị gián đoạn. Nè, nó quan trọng như đó. Quan trọng. Tôi nhắc lại, dầu đêm hay ngày, thông qua các múi giờ trên thế giới, thì cái hành tinh này nó luôn luôn trong cái tình trạng vận hành, hoạt động, ráo riết. Văn hóa văn minh nhân loại được duy trì trong từng phút với sự chung tay góp sức của cùng lúc 7 tỷ người. Về các lĩnh vực như là tài chánh, rồi tri thức, rồi kinh nghiệm, rồi đạo đức, tâm tư, tình cảm, trách nhiệm, rồi tùm lum. Mỗi người ai có góp được cái gì thì góp. Chứ đừng có nói rằng tôi là một trên 7 tỷ thì tôi không cần động tay động chân thì thế giới nó vẫn đi về phía trước. Cái câu đó nó vừa đúng mà nó vừa sai. Nó đúng là bởi vì 1 trên 7 tỷ thì cũng không ăn nhậu gì hết, nó không đủ đâu rồi đâu. Nhưng mà nó sai ở cái chỗ là nếu mà 7 tỷ người mà ai cũng nghĩ như vậy thì cái trái đất này nó thành ra cái nghĩa trang này quý vị nha. Nhớ nha, ai là cái người mà trong từng phút mà điều hành các phi trường, các nhà ga, các bến bãi xe cộ, ai là người trong từng phút túc trực ở các cây xăng, ở các hàng quán buôn bán thực phẩm, ai là người từng giờ từng phút đang túc trực ở các bệnh viện, trạm xá cấp cứu, ai là người trong từng giờ từng phút đứng lớp giảng dạy ở các trường đại học, ai là những người đang có mặt trong các phòng thí nghiệm tìm ra những cái phát minh cho nhân loại, ai cứ nhìn vào cái đồng hồ của thế giới, mình biết rằng bất cứ lúc nào trên thế giới này cũng có người thức, cái tranh thức để làm việc, để đẩy cái nền văn minh nhân loại về phía trước và lên cao. Ấy vậy mà chúng ta bằng cách sống tiêu cực, thụ động, buông xuôi, chúng ta đã bước ra khỏi cái guồng máy cộng tác, cộng hưởng, cộng sinh ấy. Như vậy thì trước mắt chúng ta có lỗi với bản thân, mà tiếp theo đó là chúng ta đã thiếu trách nhiệm với thế giới, với cái môi trường sống mà mình đang góp mặt. Tôi nói có nhanh lắm không, bà con có nghe kịp không? Bà con có nghe kịp không? Cái này nó mới mệt nè. Ở trong đây đó, cái ngày mới, trong chú giải, cái ngày mà giải thích thì cái tâm mà tán loạn ở đây là lý do mà tại sao nó tán loạn, là bởi vì nó bị cuốn hút, nó bị chạy theo năm trần vật chất,
những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó kéo mình ra khỏi cái thế giới định tâm để mình sống lăng xăng như một con khỉ, như một con ngựa hoang, như một con trâu rừng nha. Rồi tiếp theo đó là trong cái điều thứ mấy ta, tâm thụ động nè, hôn thụy nè, thiếu định nè, bây giờ tới là thọ, nhận thức được các thọ, không? Nhận thức được các thọ đang có mặt, đang biến mất. Các thọ vừa có mặt, rồi đang có mặt, rồi đang biến mất. Thì cái thọ đây là cái gì? Thọ đây đó, thọ đây đó, là ám chỉ cho lo cái thọ mà nó liên hệ đến ái. Thọ liên hệ đến ái, đặc biệt thông qua hỷ lạc. Chắc nói ở đây bà con cũng hiểu. Có nghĩa là hành giả liên tục nhận ra rằng bây giờ tôi đang có cái niềm đam mê nào. Đó gọi là thọ nha. Thọ, mặc dù đam mê là ái đúng, nhưng mà ở đây các ngài đề nghị mình phải hiểu như vậy. Có nghĩa là trong từng phút hành giả biết rõ rằng tôi đang vui, đang sướng, đang thích thú trong cái niềm đam mê nào, trong cái đối tượng nào. Cái đó quan trọng lắm quý vị nha. Quan trọng lắm, biết rõ rằng mình đang là chìm sâu, cắm đầu lục mặt trong cái niềm đam mê nào, mình đang enjoy, mình đang tận hưởng, mình đang thích thú trong cái đối tượng nào, trong cái đề mục nào, thì cái đó được gọi là biết rõ cái thọ, biết rõ là cái thọ đang có mặt và thọ đang biến mất. Biết rõ rằng tôi đang có niềm vui gì và cái niềm vui gì đang biến mất khỏi tôi. Tây nó có một câu thế này: bên Tây, anh nói cho tôi biết anh chơi với ai thì tôi sẽ nói con người của anh như thế nào. Còn trong Phật pháp mình, chỉ cần anh cho tôi biết anh thích cái gì thì tôi sẽ nói được cái cảnh giới anh sẽ đi về. Đó là kinh nói theo tinh thần trong kinh. Chỉ cần anh cho tôi biết anh thường xuyên đam mê cái gì thì tôi sẽ nói ra được cái cảnh giới mà anh sẽ đi về. Đó là kinh Phật của mình nha. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng chính cái thích của mình nó là cái chủng tử. Chính cái thích của mình chính là cái chủng tử, nó dắt mình đi về một cái phương trời tương ứng. Chính vì có cái tưởng sai biệt cho nên nó mới tưởng, này có nghĩa là cái kinh nghiệm, cái nhận thức của mình về thế giới. Chính vì có cái tưởng sai biệt cho nên nó có cái ái sai biệt, có nghĩa là cái thích không giống nhau. Rồi từ có cái ái sai biệt nó mới dẫn đến cái hạnh nghiệp sai biệt, có nghĩa là cái hành động của mình không giống nhau. Và vì cái hành động nó không giống nhau cho nên cái chốn về của mỗi người trong kiếp sau không giống nhau. Các vị có nghe kịp không? Các vị có nghe kịp cái này không ta? Có nghĩa là do cái nền tảng tâm thức của mỗi người không giống nhau, cái tiền nghiệp không giống nhau, khuynh hướng tâm lý không giống nhau. Trên cái nền tảng khác biệt ấy, ta có những cái thích và ghét không có giống nhau. Và trên nền tảng thích ghét không giống nhau ấy, nó mới dẫn đến chúng ta có cái hành động, có cái đời sống, có cái kiểu sống, có cái cách sống không giống nhau. Và từ cái chỗ mà chúng ta có cái lối sống, có hành động không giống nhau, cho nên chúng ta sẽ có một cái định phận không giống nhau, có một cái tương lai không giống nhau, có một cái chốn về không giống nhau. Nhớ nha, quan trọng lắm. Tôi nhớ hồi xưa Việt Nam lễ thôi nâu của mấy em bé đó. Mấy em bé người ta hay bài tùm lum món hết trơn, bài tùm lum món, cục kẹo, cái bánh, cây bút, cuộn tập, cuốn sách hình, một món đồ chơi con vịt hay là chiếc xe bằng mũ gì đó, thả năm ba món cho đứa nít nó bò coi nó lựa cái nào thì vui thôi. Thì hãy nó bóc cái bút mực thì nó mừng lắm, nó rồi thằng này lớn lên nó ăn học. Còn mà nó bóc qua mấy cái đồ ăn là đến thằng này cho nó hư quá, nó mê ăn quá. Vậy mà có cái thằng đó lúc mà tổ chức có cô hàng xóm mà ta cũng qua mà dự cho vui, thấy nó cũng kháo khỉnh, bụ bẩm là thương đó, cô hàng xóm cũng đẹp đẹp cũng qua cũng dự cho vui. Thì thả nó ra thì nó không có bóc gì hết mà nó cứ bò riết về phía cô hàng xóm, nó giơ tay nó đòi quả bọc. Thì mọi người kinh hửng lên, không biết là lớn mà nó thành cái gì thì ông bố đó
nó giống tôi. Bố nó giống tôi thì mình cái câu đó quý vị muốn hiểu sao hiểu, nghĩa là giống ổng là bởi vì mấy cái món mà bày trên đó ông bố không thích cái gì, ông nãy giờ ông cứ đang ngó cô hàng xóm thôi. Ông không ngờ là cái đồng thanh tương ứng mà nó đồng khí tương cầu, mà thằng nhỏ này nó mới là biết bò mà coi như nó bỏ hết, bỏ hết cứ bỏ thẳng nhiều cái cô hàng xóm. Thì ông bố nó giống tôi. Cái chuyện đó bà con trong đêm này nghĩ có lẽ là chuyện cười, không phải, nó mà chuyện cười chỉ là chuyện khóc nha. Tôi muốn nói đó là cái khuynh hướng tâm lý của mình nó sẽ dìu, nó sẽ dắt, nó sẽ đưa mình về một cái góc đời nào đó, một cái phương trời nào đó, đừng cái coi thường đó nha. Cho nên đây ngài mới dạy đấy, ngài dạy là hãy luôn luôn kịp thời nhận diện là mình đang là cúi đầu gục mặt trong cái niềm đam mê nào, nhận ra cái đó quan trọng lắm, vô cùng quan trọng. Từ cái ngày mà anh cạo cái đầu, anh khoác cái y lên người, là lẽ ra là ngay cái ngày thọ giới là anh phải để ý rồi. Vì đâu mà mình cạo trọc, vì đâu mình khoác lấy y trên người, và cái đích đến của mình là cái gì, là cái micro, là cái bục giảng, hay là cái ngôi chùa để làm trụ trì, hay là nguyên một cái đám đệ tử rần 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 để mình làm sư phụ, hay là một gốc cây, một hốc đá, một hang núi để mà thiền định, hay là những con đường mây gió bạc ngàn để mình làm du sĩ. Ngay lúc đó mình phải xác định mình khoái cái gì, mình muốn cái gì đấy. Phải ngay lúc đó là đời tu. Một anh sinh viên đại học, một người học trò trung học là cũng phải thường xuyên biết rõ cái điểm đến, cái đích nhắm của mình là cái gì, mình đang thích cái gì. Đó là tầm chuyện xa, còn chuyện gần là mỗi ngày tôi đang đam mê cái gì nha. Cái đó lớn chuyện lắm nha. Có những cái đam mê mà nó làm cho mình đi lên và đi xa, có những cái thứ đam mê mà làm cho mình đi xuống và đi vào, xuống thấp, vừa đi vừa trở lại, vừa thụt lùi mà vừa xuống thấp nữa nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Cho nên kịp thời phát hiện, xác định rằng mình đang sống trong cái niềm đam mê nào, đó là một chuyện rất là quan trọng, vô cùng quan trọng nha. Rồi tiếp theo đó là vị ấy kịp thời phát hiện mình đang sống ở trong cái tưởng nào, cái tưởng, cái concept nào. Tôi nói hôm qua bà con còn nghe không? Chúng ta sống trong ba cái tưởng, đó là dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Dục tưởng tức là những hồi ức, những kinh nghiệm, những kiến thức của chúng ta về cái thế giới vật chất, trong cả thế giới tình cảm, nói chung là trong cõi dục đó, thì gọi nó là dục tưởng. Tất cả những kiến thức, hồi ức, kinh nghiệm của chúng ta, những ấn tượng, kiến thức, hồi ức, kinh nghiệm của chúng ta về gọi là thế giới năm trần vật chất, thì cái đó được gọi là dục tưởng. Còn thế giới của thiền tưởng có nghĩa là một cái người mà đã chán dục, không muốn vật chất nữa, thì họ nhìn thế giới này chỉ gom gọn trong có 6 thứ hoặc là 10 thứ thôi. 6 thứ đây có nghĩa là thế giới này chỉ về vật chất thì cái đất nước lửa gió hư không, còn về tâm linh thì nó chỉ có cái ý thức, tâm thức của con người, tâm thức chúng sinh. À, vậy sao? Còn nếu mà nó kể 10 đó thì cả thế giới này đối với họ nó chỉ có 10 thôi, đó là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng là 8, hư không ánh sáng là 10. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì một người mà chuyên tu thiền định đó, thì họ nhìn thế giới này chỉ có bốn, chỉ có 10 cái đó thôi. Có nghĩa là họ ăn rồi là họ cứ là niệm đất 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 nước 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 lửa 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 gió 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 gió, đây gồm có hai gió bên ngoài và gió hơi thở, gom chung lửa là gió nha. Gió ở bên ngoài và gió hơi thở, rồi các màu họ ăn rồi họ cứ kiếm một cái miếng màu tròn tròn này họ để trước mặt họ niệm xanh 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 vàng 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 đỏ 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 trắng trắng, hình niệm như vậy gắn bó với một trong các màu như vậy là đất nước lửa gió là bốn, bốn màu là 8, rồi hư không là 9, ánh sáng là 10. Anh tu tu hư không nghĩa là quét lỗ nhìn xuyên của nó, cứ niệm hư không hư không hư không, niệm gắn liền như vậy, đến khi đắc thần thông thì cái chuyện mình đi xuyên qua các chướng ngại vật không thành vấn đề. Còn ánh sáng là sao, cứ đốt một ngọn đèn quét một cái lỗ để cho, rồi mình cứ chú niệm vào trong đó, mình niệm ánh sáng, niệm sáng sáng sáng, niệm hoài vậy đó. Thì khi khi mình niệm cứ tập trung ánh sáng ánh sáng ánh sáng ánh sáng, niệm theo tiếng Pali là aloko 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 aloko,
Cái niệm như vậy khi mà đắc thiền á, thì mình có khả năng biến mọi thứ thành màu trắng và biến mọi thứ thành ánh sáng như ý mình muốn. Mình có thể biến đêm thành ngày, mình có thể soi rọi bất cứ một cái góc tối nào sâu khuất cách mấy vẫn làm được, kể cả như là hang sơn đòn vậy đó, mà mình bước vô đó mình nói sáng đi là nó sáng trưng, hang hốc ngõ hẻm gì mà tối mịt mình bước vô mình chỉ nói sáng đi cái là nó sáng rực à. Đại khái như vậy. Thì cái người mà sống ở trong các cái sống trong cái sự tập trung vào các cái đề mục đó được gọi là thiền tưởng, vì cái đó là tưởng tượng thôi. Nhưng mà đừng có nghe tưởng tượng rồi mình hiểu lầm là cái tưởng tượng của cái người tu thiền và người không tu thiền nó giống nhau. Một người không tu thiền mà ngồi tưởng tượng mơ mộng nữa khác, ngồi nghĩ có một ngày rồi mình được cái này được cái kia, rồi có một ngày là mình được voi, rồi mình được có được voi, rồi mình có được hai bà trưng bà triệu, ví dụ vậy. Có voi rồi bà trưng đó là thí dụ, nó gọi là từ tưởng tượng của một cái người không có tu. Để. Còn cái thiền tưởng này nó không phải là ngồi tưởng tượng mà nó là tập trung tư tưởng. Cái tập trung nó đến một lúc nào đó khi nó đủ mạnh rồi đó thì mình có thể biến những cái không thành có. Các vị nghe kịp không? Mình có thể biến cái không thành có, nhớ nha, biến cái không thành có. Và tôi nhắc lại, toàn bộ thế giới này nó sống ở trong cái tưởng, cái gì biết không, sống trong những cái concept. Yeah, toàn bộ thế giới này chúng ta chỉ sống trong cái concept thôi. Tại sao người Nhật họ thấy cái kimono nó là đẹp? Tại sao người Nhật họ thấy cái tempura, họ thấy cái sake, họ thấy cái sushi nó là ngon? Tại sao người Ý họ thấy spaghetti, họ thấy pizza nó là ngon? Tại sao mà người Mỹ họ lại thấy cái gọi là hamburger, cái Burger King, cái sandwich nó là ngon? Mà tại sao người Việt Nam mình thấy bún hủ tiếu chả giò đó, tiết canh nó là ngon? Đó là concept, đó là những cái ý tưởng, những khái niệm được hình thành từ các cái điều kiện yếu tố tâm sinh lý xã hội đời này và kiếp trước. Kinh khủng chưa? Những cái concept ấy ở mỗi người nó được hình thành từ các điều kiện tâm sinh lý và xã hội, tâm sinh lý bản thân và xã hội là ba, mà đời này kiếp khác. Tâm sinh lý ở đây có nghĩa là từ kiếp trước mình đã có cái sở thích như thế nào, từ cái sở thích, từ cái khuynh hướng tâm lý đó chúng ta đã tạo ra những cái nghiệp gì, cho nên ở đây mình có tiền nghiệp rồi khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống. Cái môi trường có nghĩa là cái bối cảnh sinh trưởng, chúng ta lớn lên trong cái gia đình nào, xã hội nào, đất nước nào, nền văn hóa văn minh như thế nào, cái tâm thức xã hội ở đó ra sao. Mình gọi là tâm thức xã hội, lớn chuyện lắm nha. Ở cái xứ Tàu mà trước năm 1949 ấy, nó không giống như cái nước Tàu mà sau năm 1949, mà cái nước Tàu sau năm 1981, tức là từ cái lúc mà mở cửa Đặng Tiểu Bình, nó khác nhiều. Rồi cứ vậy mà nó đến cái đời của ông Hồ Cẩm Đào, rồi cái nước Tàu mà từ cái đời Tập Cận Bình nó lại khác nha, nó lại khác. Nước Mỹ trước cái đệ nhất thế chiến nó khác, hậu chiến sau đệ nhị thế chiến nó khác hả? Rồi nước Mỹ sau cái chiến tranh Việt, sau chiến tranh Việt Nam nó khác à, nước Mỹ sau cái thời của Obama nó khác. Như vậy mình đừng có nói rằng cái thế giới này nó không phải là cái môi trường cho mình. Mình nghĩ mình chỉ là một cái con người bé mà còn sai. Nước Mỹ ảnh hưởng toàn cầu, nước Nga cũng ảnh hưởng toàn cầu, nước Tàu ảnh hưởng toàn cầu. Và trong cái bối cảnh hành tinh như vậy, trong bối cảnh văn hóa, chính trị, tôn giáo ấy, cái nhận thức, cái tâm thức xã hội của chúng ta nó cũng ít nhiều được thiết lập nền tảng trên đó. Đấy. Rồi tiếp theo là cái bối cảnh sinh trưởng mà chúng ta lấy từ cái cận thân nhất, đó là nhà của mình. Ông bà cha mẹ anh chị chòm xóm láng giềng bè bạn người đồng sở cộng nghiệp của mình. Đấy. Chính những cái sự tác động của họ đó, đấy, nó đã làm cho mình có những cái nhận thức khác về thế giới này. Có thể các vị hỏi tôi về chỗ gì nó giống chứ, tôi anh em tôi sống trong nhà sai, nói giống là chỗ cùng cha cùng mẹ lớn lên, cùng một mâm ăn, cùng một giường ngủ trúng, nhưng mà nó khác chỗ cái tiền nghiệp và cái khuynh hướng tâm lý không giống. Đấy, cho nên tôi nhắc lại cái một chút ít kiến thức trong hội họa nha. Màu tím không, bây giờ mình màu tím mình xài xài mã số đi, màu A cộng màu B nó ra màu C, nhưng mà cái màu C mà nó cộng màu A đó nó ra màu F.
Màu F mà cộng với màu A nó ra màu N nè. Màu N mà nó cộng với màu A nó ra màu M. Mà ở đây cũng vậy, một mình thấy cái môi trường nó giống nhau đó, nhưng mà thật ra đó là cái hành trang của mỗi người vốn dĩ đã khác nhau đấy, cho nên từ đó nó mới hình thành ra cái nhận thức không giống nhau. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình chơi với ai, cho nên bây giờ mình sanh ra mình có cái tưởng không có giống nhau. Cái mà mình thấy là đẹp á, nhiều người xung quanh họ nói nó xấu. Cái mà mình ghét á, nhiều người xung quanh họ thấy thích. Là cái thích ở đó nó có thể được biểu lộ qua cái văn hóa dân tộc và qua cái văn hóa vùng miền khu vực, qua cái văn hóa gia đình, và cuối cùng là qua từng ranh giới của các cá nhân. Cho chị nghe kịp chưa? Cho nên là nhận biết được rằng mình đang sống với cái tưởng gì cái đó quan trọng lắm. Bởi vì anh phải biết rõ rằng anh đang sống với cái nền tảng tâm thức như thế nào, anh đang sống với những ấn tượng, những cái kinh nghiệm về quá khứ ra sao. Thì ở đây nó nói đó là kiến, quan điểm tri kiến nha. Đây gọi là quan điểm tri kiến. Hãy nói đến thọ thì ở đây nói nó là một chuyện, đó là phải lưu nó thọ. Ở đây nói rằng biết rõ mình đang sống cái thọ gì, thì ở đây các nhà nói rằng có nghĩa là biết rõ mình đang sống cái thọ gì, phải hiểu ngầm là mình đang sống với cái thứ tham ái gì. Còn khi mình đang sống với cái tưởng thức, với cái tưởng tri nào, thì phải biết rằng phải hiểu á, là mình đang sống với cái thứ tri kiến gì. Tri kiến nó có hai, nó gồm thường kiến và đoạn kiến, và cái thứ ba là chánh kiến. Nhưng mà tri kiến nó có ba ha, nếu nó gọn á là chánh và tà kiến, còn nếu nó có ba đó thì thường, đoạn và chánh. Thường kiến là tin vào một cái sự hiện hiện hữu, trường tồn lâu bền của một cái gì đó, không mình cũng lén lén mình tin là mình còn sống lâu, đó là cũng một thứ thường kiến. Mình lén lén mình tin rằng là kiếp sau mình không có tệ, nó cũng giống như kiếp này vậy đó, đó cũng là một thứ thường kiến. Mình tin rằng có một cái cảnh giới cực lạc thiên đàng nào đó để mình về mình ở đời đời sung sướng, đó cũng là thường kiến. Mình tin là có một cái đấng gọi là tối cao vô thượng sáng tạo muôn loài và bản thân ngài đời đời bất tử, đó là thường kiến nha. Tức là mình tin vào cái sự vĩnh cửu của một cái tôi đấy, của một cái cảnh giới, của một thế giới và của một cá nhân, một cái đấng chí tôn nào đó nha. Thì ba cái này cộng lại gọi là thường kiến, nhớ nha. Còn đoạn kiến là sao? Đoạn kiến thì nó có nghĩa là nó gồm nằm trong ba cái sau đây. Một là vô hành kiến, tức là không thấy ác và thiện nó khác nhau chỗ nào hết, gọi là vô hành ekriya ditthi, có nghĩa là thích thì làm thôi, làm sao đừng để bị nó chém, đừng để bị pháp lực nó sờ gáy. Chứ còn mà thiện ác vốn dĩ không có khác nhau về bản chất, có nghĩa trong đầu người này không có vấn đề nhân quả báo ứng, thì gọi là vô hành kiến. Thứ hai nó gọi là vô nhân kiến, tức là không có chịu hiểu rằng vạn vật ở đời này, từ chúng sinh cho đến vật vô tri, đều do các nhân tố, các điều kiện mà tạo nên. Ngày nào các điều kiện hội đủ thì mọi thứ có mặt, ngày nào những điều kiện ấy nó trục trặc, thiếu thốn, thiếu sót, hoặc là không có đủ, không có, một là không có hay là bị thiếu, thì sự hiện hữu nó bị biến mất. Mình phải tin rằng mọi thứ đời mà do các duyên mà có. Còn cái vô nhân kiến thì nó không có quan tâm được cái đó, mà nó nói là mọi thứ ngẫu nhiên mà có, rồi nó cũng sẽ ra đi không để lại dấu vết nha. Cái quan kiến thì cái quan điểm này bây giờ đang rất là phổ biến, không có nghĩ đến kiếp trước kiếp sau à, rồi cứ nghĩ là nó thì cái đời nó vậy, bận tâm chỉ vì cái kiểu nó như vậy, cái kiểu nó như vậy, rồi khi chết rồi là hết, trở về với cát bụi là xong. Thì nó gọi là vô nhân kiến, không có hiểu rằng thế giới này do các duyên mà có, rồi cũng sẽ do các duyên mà bắt. Duyên còn thì nó còn tái hiện, duyên hết rồi thì nó đi luôn. Đấy, nhớ rồi đó. Đó là cái đoạn kiến thứ hai. Cái đoạn kiến thứ ba. Cái đoạn kiến thứ ba đó là vô hữu kiến. Cái thứ nhất là vô hành kiến, akriya ditthi. Còn cái vô nhân kiến là hetukaditthi. Cái thứ ba gọi là vô hữu kiến nắp chứ cả đấy. Tại sao tôi phải nói tiếng Pali đây? Bởi vì có những người mà họ viết được rồi thì họ biết. Viết được cho bà con thấy. Thấy rồi bà con mới vô trong Google bà con tìm. À, bà con tìm. Chứ còn nói mà bà con biết cái gốc nó nằm ở đâu
cũng khổ. Nguyên một rừng thế này mà công viết được ba cái đó. Vô hành kiến là Akiriya Đích Thi, vô nhân kiến là Ahi Tukka Đích Thi, vô hữu kiến là Nắp Thi Cả Đích Thi. Thì cái vô hữu kiến là sao? Là phủ nhận triệt để những gì mà mình không thấy được, không hiểu được, không chứng minh được, thì bèn cho cái đó là không có. Rất là nguy hiểm, các vị, rất là nguy hiểm nha. À, vô hữu kiến đó là phủ nhận triệt để, phủ nhận toàn tập những gì mà mình không thấy, không hiểu, không chứng minh được. Ví dụ như tôi không thấy ma quỷ, không thấy cái hàng vô hình quật mặt, có nghĩa là cái đó bà xạo, do người ta một cái thứ tâm thức mông muội vì sợ hãi mà thiêu dệt để tự mình nhát mình. Đó, cái cách nói nghe rất là cao siêu, rất là trí thức, nhưng mà nó độc hơn cái gì ở thầy, bởi vì nó là một cách nói rất là phản khoa học. Phản cái chỗ nào? Anh muốn tin anh phải có bằng chứng, mà anh muốn bác anh phải có bằng chứng. Nhiều người cứ tưởng mình trí thức, cứ nói là tôi là dân trí thức, tôi không có tin bậy bạ, nhưng mà họ quên một chuyện, đó là một cái thằng mà trung học mà cái đầu nó hơi sáng sáng một chút là nó đã thấy mình nó bậy rồi. Đó là tôi không tin ma vì tôi không từng thấy ma. Cái chuyện mà anh không thấy nó chưa đủ là cái bằng chứng để nói rằng nó không có. Cô giọt mưa ghi giùm tôi, phủ nhận toàn diện mà những cái mà mình không thấy được, không chứng minh được. Không chứng minh được. Như vậy thì cái chuyện mà tôi không thấy đó, cái đó nó chưa đủ, nó chưa đủ để gọi là bằng chứng cho tôi phủ nhận nha. Ví dụ như bây giờ quý vị nói với tôi, quý vị nói từ nhỏ tới lớn 70 tuổi rồi, cái viên kim cương mà to nhất mà tôi biết là 8 ly, lớn hơn đó là tôi không tin. Nhưng mà các vị biết tôi từng gặp cái viên mà 20 carat, tức là 20 carat đó, tôi từng gặp gặp ngay của mắt và mặt thật của tôi, thật tôi gặp giờ ở ở ở trên DC á, ở trên DC, ở cái viện bảo tàng là Smithsonian nha. Cái viên 20 carat nó to đùng thế này, nó như cái nó bự to hơn cái trứng cút mình ấy. Nhưng mà quý vị không tin, quý vị nghĩ rằng kim cương ngọc xoan nó khoảng là 10 ly là lớn lắm rồi, đúng không? 10 ly là lớn lắm rồi. Bây giờ thí dụ mà giả định mà có cái viên mà 3 carat đeo vô là cái tay nó có tật luôn, nó nặng như lắm. Nhưng mà không, cái chuyện mà nó nặng là chuyện của nó, nhưng mà quả thật trên đời nó có tồn tại những cái viên như vậy nha. Bên anh thì là vô khói, cái tháp tháp London Tower hay là trên cái miệng mão, cái vương miện của bà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đó. À, cái viên to đùng, gọi là cái viên mà Jubilee mà của vua Thái Lan đó, to đùng. Bây giờ mình biết có những viên rất là to là viên Hope, thì Hope Diamond ở Smithsonian nè, Mỹ. Cái viên Jubilee mà của vua Thái Lan đó, bên Thái. Rồi cái viên mà trên nón của bà nữ hoàng Anh đó, viên nào nó to đùng mà đi mình không có biết, mình chỉ biết có 10 ly thôi. Thì cái từ cái chuyện mà mình không có thấy, mình bèn phán rằng đó là cái bằng chứng những cái đó nó không có tồn tại, cái thì nghĩ có bệnh đâu, quá bệnh luôn nha. Cho nên là cái đoạn kiến này nó có ba: một là vô 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 hành kiến, phủ nhận thiện ác; thứ hai là vô nhân kiến, là phủ nhận cái vai trò của các cái yếu tố duyên sinh duyên khởi; và cái thứ ba là vô hữu kiến, là phủ nhận triệt để tất cả những gì mình không thấy được, không hiểu được, không chứng minh được. Thì như vậy tôi vừa giải thích xong ba cái gọi là cái tà kiến gọi là thường và đoạn kiến. Thì không mắc vào thường, không mắc vào đoạn được gọi là chánh kiến nha, được gọi là chánh kiến. Thì người thì tu hành phải thường xuyên quan sát xem có cái tưởng mình đang sống trong cái tưởng nào, mà cái tưởng đó nó có mắc vào cái tà kiến nào hay không nha. Cái đó quan trọng lắm 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 nha. Bởi nhiều khi mình tà kiến là mình không có ngờ. Tôi ví dụ thôi, một cái người mà cho rằng mình là có học Atidàn đó, học Atidàn là coi như mình là hơn cái người không có học, không? Người học Atidàn đọc kinh tạng thoải mái lắm, thông suốt lắm, không? Người Atidàn thì đâu có tin cái chuyện mà tào lao. Nhưng mà tôi đã từng tiếp xúc với nhiều người học Atidàn mà rồi mới lấy Atidàn á, lấy cái giáo lý Atidàn là một trong ba tạng đó nha. Thông thường người ta lấy cái Atidàn á để người ta mở cửa giải thích
kinh tạng, mở cửa kinh tạng và giải thức tạng. Vậy mà có không ít người học Abhidhamma để lấy nó về bổ sung cho cái tà kiến của mình. Thí dụ như người ta học Abhidhamma rồi cái người ta mới có một cái niềm tin lạ như thế này. Tại vì họ trong Abhidhamma có cho mình biết là thần thông bất khả tư nghị. Với cái sự can thiệp của thần thông, dù là thần thông của cái người đắc thiện hay là của chư thiên, thì mình có thể làm được những cái chuyện mà cái nói trên lý thuyết đó thì không làm được. Họ dựa vào chỗ đó rồi họ mới nói thế này. Họ nói có những cái người mà coi như là bị ma nó bắt, nhưng mà do cái năng lực của thần thông của Phi Nhơn đó, cho nên cái người đó đã chết cách đây 3 ngày, nhưng mà Phi Nhơn nó dùng thần thông nó giữ cái xác người đó lại không cho thối, mà nó dùng thần thông nó khiến cho cái người đó vẫn nói năng ăn uống sinh hoạt bình thường. Rồi đến cái 1 ngày 2 ngày 3 ngày khi nào mà nó không muốn chơi cái trò đó nữa thì nó coi như nó trả xác, nó trả xác nha, nó không có dùng thần thông nó duy trì cái xác đó nữa, nó không để cho cái xác nó tiếp tục gọi là sinh hoạt. Và nó trả cái xác là trời cái trạng thái là như cũ, nghĩa là cái xác đã tắt thở 3 ngày thì đương nhiên nó phải phân hủy rồi nha. Thế là họ dùng cái kiến thức đó, họ dùng cái suy diễn đó để họ mới giải thích những trường hợp mà chết mà nó bị phân hủy nhanh quá. Thì nghe thì cũng có lý đó, nhưng mà rất dễ dẫn đến tà kiến, là cho rằng là mình gặp ai mình cũng có quyền nói người đó đang, người đó có thể chết rồi mà đang được cái ma quỷ nó giữ xác. Nghe thì nó có lý, cái vị nghe kệ nghe này có lý, nhưng mà từ cái chỗ có lý này nè, mình vừa đó cũng nói cho Abhidhamma hết chứ, Abhidhamma có nhìn nhận cái thần thông có quái lực mà, thì từ cái đó mình cứ bùng, mình có học thì mình nói nó đã hơi nguy hiểm rồi, mà khi cái đó mình nói cho cái người không có học Abhidhamma là chết. Cái này nó đi đâu nó như là người nghe cái người bệnh nào mà thúi thúi hơi hôi hơi xình xình bụng hơi trướng, nên cái nó nói rồi cái người chắc đang bị giữ xác. Tôi còn nghe những chuyện còn động trời nữa, nó là họ tin rằng thần thông bất khả tư nghì, cho nên họ nói bây giờ mình không có cần mà phải trải qua cái quá trình mà đầu thai vô bụng mẹ là 9 tháng 10 ngày rồi đi ra rồi phải như nào giai đoạn bú bình nằm ngửa rồi chập chững tập đi rồi nó mệt lắm. Bây giờ họ nói đó là mình nguyện tắt thở xong đó là cái thần thức của mình nó thay vì mình tái sanh vô bụng mẹ thì mình nhập vô cái xác một đứa bé nào đó, một cái người trẻ tuổi nào đó mà họ vừa chết đó, cái xác còn nóng đó. Thì thay vì mình nhập vô trong mình không phải nhập mà mình tái sinh ở trong một cái ở trong anh đi đào không có chuyện nhập nha, nhập nghĩa là có cái gì đó nó đi rồi, đây không có, đây không có gì mà cái tâm nó đi không có, thì mình xài chữ tái sinh đi, tái sinh. Thì thay vì mình tắt thở xong mình tái sinh ở một cái tử cung một bà mẹ nào đó, một cái buồng trứng nào đó, bây giờ mình nhập thẳng nó vô, mình đi thẳng vô trong một cái xác xác trẻ đẹp ngon lành con nhà giàu nào đó mà nó mới vừa tắt thở nó còn nóng, nhập vô đó. Coi như mình phải không phải thông qua cái giai đoạn mà nhập thai mệt mỏi một thời gian nha. Thì họ cũng dựa vào kiến thức Abhidhamma, kiến thức Phật pháp để rồi họ đi đến đó một cái niềm tin như vậy. Còn có người họ còn tin còn ác liệt nữa, họ tin nó là coi như nó là chính vì thần thông nó làm được nhiều chuyện lắm, cho nên một vị mà la hán có thể gọi là kéo dài tuổi thọ của mình vô hạn. Từ thời Đức Phật Thích Ca vì được có thể kéo dài tuổi thọ để mà sau này gặp được Đức Phật Di Lạc. Cái này là bên Bắc truyền, Bắc truyền có niềm tin này. Chẳng hạn như bên đó nói là Ngài Tăng Đầu Lư á, Ngài Tăng Đầu Lư á, rồi Ngài Ma Ha Ca Diếp bây giờ đang trong cái giai đoạn ẩn cư để mà chờ Phật Di Lạc ra đời. Cho nên hôm nay mình đi tu núi, tu rừng, chỉ cần mình tu hành ngon lành á, thì mình sẽ được có thể được gặp các ngài, mình nhận được sự gia trì trực tiếp từ các ngài. Nghe đã quả đã luôn. Mà chúng sinh này thì có hai khuynh hướng, một là đi tìm chân lý, đón nhận chân lý như nó là. Nhưng có người họ đi tìm chân lý bằng cách là họ chấp nhận những cái như họ muốn. Để trung rinh, trung có hiểu này không ta? Có hai cách để mà tìm đến chân lý. Cách một là nhận thức nó như nó là. Còn cái thứ hai là nhận thức cái chân lý như mình muốn. Và đa phần chúng ta đây đều là đến với cái gọi là chân lý và cách hai nhiều lắm, tức là cái lời kinh đó, cái bài giảng đó mình thích hiểu nó theo cái hướng của mình, nó theo cái hướng nào mà mình thích ấy.
đó nó nguy hiểm ở chỗ đó đó quý vị nha. Cho nên nó là những cái tai mà a thì đàm cử phách, những cái hậu tin, những cái chuyện động trời. Có vị nói thế này là ngài Achancha đó, ngài sinh năm 1918 mà ngài mất năm 1992. Và trước khi ngài mất đó là ngài mất 10 năm trời ngài sống trong cái tình trạng thực vật, cứ nằm mê 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 tiêm kiếp vậy đó. Rồi các đệ tử cứ nuôi dưỡng ngài bằng mấy cái life support, tức là mấy cái ống dẫn thuốc, rồi thuốc bổ, thuốc chữa bệnh, rồi nước, rồi máu gì đó đại cái, mà cứ để tình trạng đó là tình trạng người thực vật ấy, tình trạng coma sâu vậy đó. Mà có một cái tai A Tỳ Đàm nói thế này, ngài đó là ngài đã đặt A Na Hàm rồi, nhưng mà vì ngài không có, ngài chưa có đắc được thiền ấy, cho nên là ngài không có lên cõi phàm thiên được, mà ngài cũng không có trở lại cõi dục, cho nên ngài có lơ lửng con cá vàng như vậy. Đấy. Cái này nghe qua thì nó sang thiệt cái, nhưng mà truy ra nó trật tứ bề. Cái trật thứ nhất, xin hỏi rằng ngài Achancha trong cái tình trạng thực vật đó ngài đã mất chưa? Nếu ngài đã mất rồi thì bắt buộc ngài phải đi tái sinh ở một cảnh giới nào đó. Còn nếu đến ngày chưa có chết thì mình không thể nói là ngày ngồi ngày chờ, ngày chờ cái gì mà thiêm thiếp như vậy. Cái thứ hai, tại sao không chờ ở trong cái tình trạng tỉnh táo mà lại chờ ở trong cái tình trạng mà thực vật coma mà nhìn nó chán chường như vậy hả? Tưởng tu hành là tới cái gì đẹp đẹp, ai ngờ tu hành đó rồi vô trong một cái hoàn cảnh mà cực kỳ éo le và bi đát như vậy thì tôi không có ham nha. Rồi cái thứ ba nó sai là chỗ này. Trong A Tỳ Đàm nói rất rõ, đó là một cái người mà đắc A Na Hàm giàu cho chưa từng tu thiền, nhưng mà vì họ không còn dục ái và sân, cho nên khi mà họ tắt thở họ phải đi về cõi phẩm thiên sơ thiền, đó là minimum, là thấp nhất nha. A Na Hàm do không còn dục ái và sân, cho nên dầu không có đắc thiền gì hết, nhưng mà đến lúc lâm chung họ phải có sơ thiền để họ đi về sơ thiền, chứ không có cái chuyện mà coi như là ngài chân cha gọi là không có đắc thiền gì hết rồi bây giờ đó là nằm nó chờ chờ cái gì, cái nằm nó biết nào mà đắc được được được, được thiền, rồi không đắc rồi nó nằm đó là tới 3.500 đại kiếp nữa hay sao nha. Thì tôi kể một lần cho bà con nghe để bà con cẩn thận, là rất có thể trong cái bước đường mà tìm đạo đó, học đạo đó, hành trì á, bà con sẽ nghe qua, sẽ gặp phải những cái lý luận kiểu này và thấy hay quá, thuyết phục quá nha. Rồi cứ như vậy mà cầm đầu mà chấp nhận nguy hiểm vô cùng mà vô cùng. Và có một cái chuyện nữa mà tôi phải nhắc, đó là khi nói đến tưởng chỗ này thôi nha, chỗ này mà thôi nha, chứ đừng có mai mốt mà đi nghe nó tới chỗ tưởng mình cũng hiểu được cái này là chết cha nha. Chỗ bài trong bài kinh này như tưởng này phải hiểu như vậy, vì ấy sống để ý của cái tưởng của mình đang trong tình trạng nào, có nghĩa là đang để ý của cái tà kiến của mình nó đang ở trong tình trạng nào này. Các vị nhớ cái này quan trọng này. Một cái người mà không có lìa được cái ý thích, người mà chưa lìa được cái ý thích sanh tử thì nó có học giáo pháp cỡ nào thì nó cũng tìm cái chỗ trống để mà củng cố, để mà tô điểm cái ý thích tiếp tục tồn tại. Quý vị có hiểu không? Khi mình chưa có chán sợ sanh tử thì dầu mà trong kinh có nói đời là bể khổ rồi lăn trôi trong ngũ thú lục đạo là sa 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 đó, dầu kinh có nói gì thì nói, mình cũng ráng mình tìm kinh này kinh nọ để mà mình có một niềm tin đó là không phải ai cũng vậy. Thí dụ như trong kinh nói, trong kinh Tiểu Bộ nói ngài Mahakaccha vậy đó, cái vị mà đệ nhất lượng nghĩa nghĩa là có khả năng giải thích những cái câu nói vắn tắt của Đức Phật á, cái vị đó là và một số vị nữa, một số vị nữa mà có điều vô danh quá, cho nên một là tôi không nhớ, mà tôi nhớ tôi nói ra quý vị cũng miễn nhớ luôn nha. Ngài Mahakaccha và một số vị nữa thời Đức Phật, trong suốt một cái thời gian 100.000 đại kiếp không có biết đọa là gì, cứ là trời người
cứ dục thiên rồi phạm thiên, phạm thiên rồi cái nhân loại, nhân loại rồi dục thiên rồi nhân loại, nhân loại lên phạm thiên rồi cái dục thiên rồi nhân loại trở lại phạm thiên, mà suốt 100.000 đại kiếp như vậy đó. Thì có nhiều vị họ mới dựa vào chỗ này, họ mới nói rằng mình không nhất thiết mình phải sợ sanh tử, là bởi vì cứ mỗi lần gặp một vị Phật như vậy đó là mình gọi là bòn phước đủ để luôn luân hồi một cách sang trọng và quý phái, không rồi đó vị Phật khác mình bòn thêm mớ nữa thì mình cứ tiếp tục luân hồi trong cái sự vàng son và quý phái. Đấy, cái đó là trên lý thuyết, chứ thực tế cái chuyện đó 100.000 đại kiếp tôi nghĩ là maximum rồi, tôi nghĩ là maximum rồi nha. Tôi nghĩ là maximum rồi, đừng có. Và thứ hai nữa đó là không phải ai cũng được như vậy, bởi vì cái tâm tình của ngài các chị Gia Ná và những cái vị giống như ngài này, cái tâm tình của họ có được hay không, có những người họ tốt bẩm sinh, cái vị biết không, tôi cái gì tôi tiếp xúc với một vài người ở Thụy Sĩ, tôi thấy là cái lòng của nó lành lắm, họ rất là tự trọng, không tham, thích sống độc lập, không muốn làm phiền ai và rất vị tha. Trong những năm tháng sống ở Âu Mỹ, tôi có may mắn gặp được một số người như vậy, và khi ở gần họ tôi có cảm giác rằng họ từ ở trên chư thiên mới xuống, và tôi nghĩ rằng kiếp này chết rồi có lẽ họ phải trở về Bất Lưu Châu hay là trở về Đao Lợi họ sống, bởi vì họ lành lắm quý vị. Một là họ không gặp khó khăn về vật chất tài chánh, thứ hai là họ có sức khỏe tốt, họ không có bệnh hoạn gì hết, thứ ba cuộc đời của họ nó rất là trơn tru, sinh ra trong một gia đình có ăn có đẻ, rồi được học lấy bằng đại học, rồi có một mái ấm gia đình, rồi có một đời sống rất là nhàn hạ, rồi không có gì căng thẳng và lòng họ rất là tốt, và ở gần họ mình không có cảm giác là tị hiềm đố kỵ ghen ghét nói xấu gieo rắc thị phi hiểu lầm, không có thích sát sanh giết ruồi giết muỗi làm con gì đó phải mất mạng đổ máu, mà đến gần không thấy họ lầm lắm, lầm lắm. Tôi có biết một cặp vợ chồng người Đức ở bên Constant gần đây, cách đây khoảng 1 tiếng lái xe, họ lầm lắm. Có lần đó gặp họ ở ở ở ở bên chỗ tôi nè, ngồi trên cái bàn uống nước thì có cái con bỏ hung nó bò trên đó, thì ông chồng ông mới lấy tay ông búng nó xuống đất, thì bà vợ mới ngồi cái bên ông bà hỏi chứ Du làm như vậy Du không có sợ nó đau hay sao, mà bà nói thiệt tình mới không có làm màu, có nghĩa là bà lành lắm. Bên bên mấy xứ ở Mỹ là người ta chỉ giết khi không thể không giết thôi, chỉ trừ được đặc biệt đó là săn bắn câu cá để dạy thể thao giải trí tôi không đụng tới, nhưng mà ngoài mấy cái đó ra đó họ không có sát sanh một cách vô cớ cái việc không. Chính vì những người làm như vậy cho nên cái chỗ họ đi về đó rất là tốt, rất là tốt. Và nếu mà họ may mắn họ gặp được Phật, gặp được Thánh Hiền như Độc Giác chẳng hạn, mà cúng dường được cái nền tảng tốt đó mà cộng với cái phước báo lớn đó, thì cái chuyện mà một thời gian dài không biết đọa là gì thì nó đơn giản dễ hiểu. Tuy nhiên đừng nghe tôi nói nãy giờ rồi có một cái thứ là ảo vọng cho rằng mình cũng được như vậy nha, không kéo đó cũng cứ tà kiến nha. Cho nên mắc vào thường kiến, mắc vào đoạn kiến là từ đâu ra, là từ cái nền tảng tâm thức xưa giờ của mình. Khi mà mình còn có cái lòng mà ưa thích sanh tử thì mình tìm đủ mọi cách để mà mình nắm níu, mình nắn ná, mình dây dưa, mình lê lết lại cái cõi trần hoàng đau thương máu lệ này nè. Mà lẽ ra mình phải hiểu một chuyện, tôi không phải tu hù cho các vị sợ để hoảng loạn, mình tu mình sống mà trong cái tâm thức hoảng loạn nó không có tốt nữa, nó chỉ có hại thôi, nhưng mà mình phải khách quan bình tĩnh không, để mình thấy rằng không phải dễ dàng, không phải dễ dàng mà tránh được chuyện đọa sa đọa đâu, bởi vì trong một ngày mình sống nhiều bằng cái thứ tâm thức của loài nào, tôi nói chậm nha, trong mỗi ngày mình sống nhiều với tâm thức của loài nào thì khi tắt thở mình sẽ về với loài đó, mình chỉ biết đói ăn khát uống giao phối và phản ứng tự vệ đó, chỉ biết về cái 4 cái khả năng này đó. Thì ở các loài động vật cấp thấp nó cũng có vậy, cũng đói ăn khát uống giao phối và phản vệ, phản ứng và tự vệ đó. Cho nên là nếu mà mình có bằng cấp,
mình có nhà cao cửa rộng, mình có uy tín xã hội, mình có tiếng tăm lên trong cả cộng đồng, mình tưởng mình là ngon, mà ra coi chừng á, cái tâm thức thường xuyên của mình nó phải con người mà nó rất giống với mấy cái loại nào đó, cũng đói ăn khát uống giao phối và phản vệ, nhớ nha. Cho nên nha, đừng có ngồi đó mà dệt mầm, bởi vì mình còn thích sanh tử, mình tìm đủ cách để mình không có sợ sanh tử. Trên đời này đó, nhiều người hiểu lầm đó, họ ngồi nghe nói Bồ Tát không có sợ sanh tử, bây giờ nếu sợ thì đâu dám mà hành trì Phật đạo, nuôi dưỡng đại nguyện trong vô lượng kiếp. Họ phải nhớ thế này, không phải Bồ Tát không biết sợ, nhưng mà cái kiểu sợ Bồ Tát là cái sợ của người đại hùng, đại lực, đại trí, đại bi và đại dũng. Ngài giống như một bà mẹ. Bà mẹ nào mà không sợ nóng, sợ lạnh, sợ đói, sợ khát? Bà mẹ nào không sợ bị thương tích, say sát, trầy trụa? Bà mẹ nào mà không biết sợ đói, lạnh, bệnh hoạn? Bà mẹ nào không sợ phơi nắng, phơi sương? Bà mẹ nào cũng là người phàm. Không, rồi cũng không có người mẹ nào mà da đồng, mình đồng da sắt, nhưng mà vì thương con cho nên dãi nắng dầm mưa, một nắng hai sương, tảo tần để nuôi nuôi con. Rồi mình nhìn cho nó, mình tưởng mấy bà mẹ này chắc là mình đồng da sắt, người chắc không biết đau, không biết lạnh, không biết nóng, không biết đói. Sai, sai bét, sai bét, sai bét. Mấy bà mẹ vẫn là người phàm. Mắt thịt vẫn là da thịt mong manh như chúng ta vậy, nhưng mà vì lòng thương con, chuyện khó khăn nào mẹ cũng làm hết. Thì Bồ Tát cũng vậy, do đại trí Bồ Tát hiểu khổ vui gì cũng mù sương, do đại bi Bồ Tát thấy rằng mình không ra tay giúp cái đám này thì ai giúp. Khi có đại trí đại bi thì cộng lại thì nó bèn ra cái đại thứ ba, đó là đại dũng. Vì đại trí hiểu được mọi thứ là mù sương, vì đại bi thương lấy muôn loài, hai cái đại này cộng lại nó lồi ra cái đại thứ ba là đại dũng, không có ngán cái gì hết. Nhưng mà không ngán đây không có phải là liều mạng bất chấp, mà biết nhưng mà vẫn đi vào lửa đạn để lo lấy, để yêu lấy bầy con trẻ. Đó là Bồ Tát yêu thương cuộc đời bằng trái tim của một người mẹ, của một người chị đó. Chứ còn mà mình đừng, đừng có tưởng là mình không có sợ sinh tử, vậy là mình ngang với Bồ Tát. Và mình không sợ là vì mình ham chơi, mình ham hưởng thụ. Còn ngài ngài không sợ là bởi vì ngài biết đó là chuyện phải làm, đó là những gì phải vượt qua để mà hoàn thành cái nguyện lớn, nhớ nha. Nên tôi nhân nói về cái tưởng đó, tôi phải nói maximum, nói thoải mái như vậy. Bà con nhớ, tùy thuộc vào cái đời sống thường nhật của mình sống ở đâu, mình thường gặp ai, mình thường nghĩ gì và thường làm gì, tất thảy bốn cái thường ấy nó cộng là nó làm nên cái nền tảng tâm thức của mình. Rồi trên cái nền tảng ấy, đời đời sanh ra, miễn còn là phàm phu thì chúng ta tiếp tục dựa trên nền tảng ấy để chúng ta đón nhận, nhận xét, đánh giá, thưởng thức và chịu đựng cuộc đời này theo cái cách riêng, nhớ nha, theo cái cách riêng. Thì đa phần là mình mắc vào cái tà kiến không thường thì đoạn, không đoạn thì thường, nhớ cái đó. Cho nên vị hành giả liên tục và thường xuyên để ý xem của mình đang sống với cái thọ gì, có nghĩa là mình đang sống ở trong cái loại tham ái nào, nhớ nha. Rồi cái thứ hai là thường xuyên xem có mình đang sống ở trong cái tưởng nào, ở đây được hiểu là tà kiến, cái loại tri kiến nào, thường kiến, đoạn kiến và chánh kiến, mình đang sống trong cái loại nào không. Cái này quan trọng lắm, bởi vì sơ sẩy một chút là mình đi biền biệt, và cái này mới quan trọng. Nói về chuyện xa, chuyện luân hồi đời sau kiếp khác, thì chính cái quan điểm nhận thức của mình nè, không, cũng bây giờ nè, nó sẽ đưa mình về đâu cho cái ngày đời sau kiếp khác, đó là chuyện xa. Còn chuyện gần, chính vì cái quan điểm tư tưởng của mình, quan điểm tri kiến của mình, quan điểm nhận thức của mình mà nó đẩy mình đi đến một cái lối sống, một cái kiểu học hành hành động rất là riêng nha. Đó là gần, chính vì cái quan điểm nhận thức mà nó khiến cho mình có lối sống thế nào, hành động thế nào, vui buồn thích ghét thế nào. Đó là gần. Còn xa đó là chính vì quan điểm nhận thức mình sẽ đẩy mình về thế giới nào, nhớ nha. Rồi tiếp theo là cái việc theo quan sát biết rõ cái tầm của mình. Trong đây cái chữ tầm, nó có chữ tầm ở đây nó tiếng Pali là cái tắc cái, nó có một cái từ đồng nghĩa là chữ Sankappa, là tư duy.
Tâm ở đây nó có một cái nghĩa là tư duy, mà cái chữ tư duy ở đây nó không, mình không có thể hiểu được cái nghĩa là chánh tư duy, tạo tư duy. Chánh tư duy có ba, tạo tư duy có ba, và tư duy thì ám chỉ cho một cái tâm thức mà có gắn liền với ngã mạn hay không. Cái cô giọng mưa với cô boss nó lên giùm, lại tôi thấy cô boss nó trôi mất tiêu rồi nha, cô boss của nó đeo lên giùm tôi, cho nên tôi ôn lại nha. Là thành tựu được bốn cái này thì mình mới trở thành một vị A-la-hán. Số một rồi, một là thường xuyên phát hiện mình có phải đang sống trong cái cơn làm biếng hay không. Thứ hai, có phải mình đang buồn ngủ, đang buông xuôi, bệnh hoạn hay không. Thứ ba, bệnh hoạn tâm thức á. Thứ ba là có phải mình đang sống là tán loạn, phóng tâm, thất niệm, thiếu định hay không. Cái thứ tư là mình đang sống với cái niềm đam mê nào, trong đây gọi là quan sát thọ đó. Rồi cái thứ năm đó, là mình để ý cái mình đang sống với cái tưởng nào, cái là quan điểm nhận thức như thế nào. Rồi cái tiếp theo đó là mình biết rõ mình đang sống với cái tư duy nào. Thì cái tư duy ở đây đó là ám chỉ cho cái tâm thức mà có ngã mạn hay không có ngã mạn. Các vị có biết không, tất thảy chúng sinh phàm phu, tất cả chúng sinh phàm phu đều phải sống với cái tâm thức ngã mạn ít nhiều, sâu cạn, đậm nhạt. Nguy hiểm hay không nguy hiểm là sao? Ai cũng sống trong cái tâm thức gọi là so sánh. Cái so sánh đây là ngã mạn. Cái ngã mạn nó hay lắm. Ngã mạn ở đây nó từ cái chữ man á, mà cái ngữ căn của nó đó là man. Man nghĩa là cân đong đo đếm, không, man là cân đong đo đếm, mà từ đó nó mới ra chữ man, nó là ngã mạn. Lúc bây giờ nó lại có thêm cái nghĩa nữa, đó là so sánh. Mà đúng, cái cân đong đo đếm để làm gì? Để so sánh coi cái này nó nặng bao nhiêu, nó nhẹ bao nhiêu. Đó, cái chữ man đó, chữ man là cân đong đo đếm trong tiếng Phạn. Rồi khi mình đó là ngữ căn, đó là verb root, verb root. Còn khi mà mình nó trở thành ra là danh từ, đó là ma ná, nghĩa là ngã mạn. Cái chữ mạn đó là thật ra là trong tiếng Tàu, tiếng Tàu họ âm, họ âm ra từ chữ ma ná. Trong trong thế nào cũng ngạc nhiên, cái vị nó ổ lạ hay ta, cái chữ ma ná là tiếng Phạn của Ấn Độ, còn tiếng Tàu là bên Trung Quốc, thì tại sao mình nó có thể tương quan được? Nó đâu có cùng cái nhóm ngôn ngữ đâu, không, nó phải cùng một nhóm, một cái language, linguistic family. Cái này nó đâu phải, mà tại sao nó giống? Đơn giản thôi, có 2 triệu từ của Trung Quốc được bổ sung vào ngôn ngữ Trung Quốc. 2 triệu từ Trung Quốc, 2 triệu từ chứ phải tự nha, tự khác mà từ khác. Tự ở đây là từng chữ rời, còn từ đây là chữ ghép. Thì có 2 triệu từ tiếng Hán được bổ sung vào cái ngôn ngữ Trung Quốc ngay sau khi mà Ngài Huyền Trang gác bút ngàn thu năm 64 tuổi, không dịch kinh nữa. Thì từ các cái bản dịch của Ngài Huyền Trang mà tiếng Tàu nó phong phú kinh khủng, có nhiều cái từ ngữ mà hôm nay người Tàu không có đọc sách, không phải Phật tử chẳng hạn, hoặc là không đọc sách thì không có ngờ được là những cái chữ đó là từ kinh Phật mà ra. Thí dụ như trái mít họ kêu là ba la mật. Rồi cái bông lài đó họ kêu là bông mặt lợi, hoặc là mặt lị. Vì trong tiếng Hán thì mặt lị, mặt lợi, lợi hay lị nó cũng âm, như là xá lị hay là xá lợi đó. Hoặc là chữ ma nó là mạng, từ đó. Hoặc là chữ chữ xám, chữ xám hối đó, thì cái chữ xám đó là nó từ cái tiếng Phạn là xam, xam, xam trong Sanskrit. Ở trong tiếng Pali đó là khmer, mà ở trong tiếng Tàu nó là xám, xám tiền khiên hối hậu quá, có nghĩa là hối hận day dứt cái chuyện cũ để mà không phạm cái chuyện sau, không có tái phạm nữa, thì xám đó, nó đặc biệt như vậy. Chữ ma nó là mạng. Thì là hành giả phải thương luôn để ý xem mình đang sống với cái loại tư duy nào ở đây. Thì khiếp đang nói nó chóng mặt.
chóng mặt kiếp không? Nó quay một cái cũng rớt ghế luôn. Tư duy ở đây á, chỗ khác nói tư duy là ba thứ: tà tư duy và là chánh tư duy, nhưng mà cái tư duy ở đây á, lại chỉ cho cái thứ tâm thức có hay không có ngã mạn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả phàm phu đều luôn luôn sống ở trong cái sự phân biệt. À, luôn luôn sống ở trong cái sự phân biệt, so sánh, hơn bằng thua, hơn là kiêu ngạo, tự tôn, tự đại, tự đắc, tự mãn. So hơn, thấy mình hơn người ta, cao người ta, giỏi người ta, giàu hơn, đẹp hơn, ngon lành hơn, lãnh bao hơn, tiếng tâm hơn, thì cái đó gọi là so hơn. Còn so bằng thì quý vị hiểu mà, so bằng có nghĩa là tôi đâu có thua nữa, tôi mà ngán gì nó có gì mà hơn tôi nha, tôi thua gì nó, hoặc là nó có cái gì mà hơn tôi ngán gì nó, thì đó gọi là so bằng. Còn so thua có nghĩa là tự ti mặc cảm, nhớ nha, so thua là tự ti mặc cảm, có nghĩa là thì trong rừng mà toàn dân Việt Nam không mà giải thích gì cho nó mệt ha. Tự ti mặc cảm thì cái tâm thức mà tự ti mặc cảm nó là cũng là một thứ ngã mạn. Mà người không học giáo lý kỹ thì cứ tưởng là ngã mạn là phải là phách rồi so hơn, nhưng mà không. Ngã mạn nó gồm có ba: một là mình tự tôn tự đại, thấy mình hơn người khác, đó là cũng là ngã mạn, mà mình thấy không ai hơn được mình, nó cũng là ngã mạn, so bằng. Còn cái so thua là mặc cảm tự ti, bởi vì một người tu hành mà hiểu đạo thì mình không có lý do gì để mà có ba cái này hết. Mình không có lý do gì mình thấy mình ngon lành hơn người khác. Mình cũng không có lý do gì để mà mình phải nói cái câu mà nó hơn gì tôi đâu ngán nó. Mình không có lý do gì nói câu đó. Vì tất cả chỉ là bọt nước, chỉ là mù sương, chỉ là một làn khói thôi. Mà mình nghĩ vậy nó có cái gì mà nó tệ hơn. Và cái thứ ba là tự ti. Chúng ta không có lý do gì tự ti hết. Không. Lá me thì nó phải nhỏ hơn lá mít. Lá mít thì nó phải nhỏ hơn lá bàn, mà lá bàn nó nhỏ hơn lá chuối. Cái chuyện đương nhiên, nó đương nhiên như vậy. Không có cái gì hết. Lá me phải nhỏ hơn lá mít, mà lá mít phải nhỏ hơn lá bàn, mà lá bàn nó nhỏ hơn lá chuối. Cái chuyện nó bình thường, cái chuyện đó rất là bình thường nha. Chúng ta có quá nhiều chuyện để cho chúng ta bận tâm. Chúng ta rất có nhiều chuyện để mà chúng ta phải mất thời gian để đầu tư, để mà ra sức, để mà đổ mồ hôi, để mà dồn hết tâm tư. Chứ còn chúng ta không có cái thời gian để mà làm chuyện so sánh. Cái so sánh không có lợi gì hết chứ. Nghe. Ấy vậy mà toàn thể cái tâm thức nhân loại đã sinh trưởng trong cái lối mòn so sánh đó. Cứ khải sanh ra là chúng ta có cái máu đó, máu so sánh. Dầu một người nhà quê không biết chữ thì tối thiểu họ cũng có một chút nhẹ nhẹ. Ví dụ như mình đẹp trai hơn cái thằng tèo kế bên, mình đắt đào hơn nó, mình đi giăng câu đánh lưới nhiều cá hơn nó, mình giỏi hơn nó, mình làm ruộng nhiều, ruộng mình nhà mình rộng lớn hơn nó, cũng có cái ngã mạn đó. Gọi là mình mặc cảm khi mình nhìn sang của nhà hàng xóm, nó có máy hát, nó có tivi, nó có ghe máy mà mình có, mình là mặc cảm. Muốn đi lấy vợ mình sợ nhiều miệng ăn, mặc cảm. Nên, quan trọng lắm quý vị. Mà cái quan trọng nhất trong đời sống theo lời Phật dạy, mình phải hiểu mình được cấu tạo như thế nào, thế giới này được cấu tạo ra sao, và muôn người thiên hạ cũng như vậy, cũng như mình được cấu tạo như thế nào. Thì hiểu được như vậy, mình không có phải mất thời gian để làm chuyện so sánh. Vì mình thấy mình là cái gì đó quan trọng, mình mới làm chuyện so sánh quý vị. Khi mình thấy tất cả chỉ là đồ ráp thôi, có đó rồi mất đó, có đó rồi mất đó. Hôm qua tôi có nhận được cái tấm ảnh chụp từ Việt Nam gửi sang, hình chụp một vị sư bạn biết nhau cũng 40 năm, 40 years, 40 năm, bằng tuổi tôi, biết nhau 40 năm, biết nhau hồi còn 10, 12 tuổi. Cái vị sư đó cách đây một năm, phó pháp dình dàng, lực lượng lắm, rất là lực lượng.
bây giờ bị ung thư kỳ cuối đó, sư huynh của thượng tọa Tuệ Quyền Diệu Quảng Nghiêm á, sư huynh anh ruột của thượng tọa Tuệ Quyền Diệu Quảng Nghiêm, một cái người mà coi như sức vóc là phải nói là lực lưỡng, bây giờ mình không có tưởng tượng được, tức là ngày xưa 10 bây giờ còn chỉ một hai thôi. Nhỏ thó co rút xương sẩu và kiệt sức, nhỏ thó xương sẩu co rút và kiệt sức, bỏ ăn. Bây giờ là chỉ có ráng uống cái gì đó vào để mà chờ chết thôi. Chúng ta không có một cái gì để chúng ta tin được cái cuộc đời này hết, chỉ có một năm thôi. Rồi thì một năm trước Thượng tọa Thiện Minh trước khi mất cũng là một người rất là khỏe. Phật tử có lẽ không có dịp thấy cái khỏe của Thượng tọa Thiện Minh, bởi vì Thượng tọa luôn đắp y áo, nhưng mà riêng anh em với nhau thì chúng tôi có dịp thấy. Trong sinh hoạt bình thường thì sư chỉ mặc một cái hàng sắt đơn giản. Sư là người rất là khỏe mạnh, sư là người rất là lực lưỡng, sư Thiện Minh là người rất là lực lưỡng à. Nhưng mà tới lúc đi rồi thì cái gì cũng suy kiệt hết. Đó là nói về thân xác. Mà các vị biết khi thân xác đã có vấn đề thì cái tâm lý nó cũng đi theo nha. Giỏi bằng trời nhưng mà khi mà đã trọng bệnh rồi đó, thì cái gì nó cũng xong nha. Tám cái bằng tiến sĩ ha. Trụ trì 15 ngôi chùa, đệ tử 5.000 người, toàn là đại gia, đi lại với chính quyền như người bè bạn dòm xóm, thí dụ như vậy. Nhưng mà khi trọng bệnh nó đổ xuống rồi thì tất cả những cái mình có đó nó vô nghĩa và nó mỉa mai lắm quý vị nha. Cho nên hiểu được cái chỗ cả tâm sinh lý nó đều rất là mong manh đó quý vị nha, thì tự nhiên cái không còn cái so sánh nữa, so sánh nữa. Còn cái giá trị thật của con người ấy, mình nó phải nằm ở vật chất, ở thân xác, mình nằm ở những cái thành tựu. Mà nó buồn cười một chỗ, những thành tựu ấy nó lại cũng không phải là cái để mà mình so sánh. Là vì sao? Là vì cái mà đáng khoe nhất chính là cái trạng thái tâm hồn không muốn khoe. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, cái đáng khoe nhất chính là những thành tựu tâm linh. Mà đỉnh cao của những thành tựu tâm linh chính là cái tâm trạng không có thích khoe. Cái đỉnh đó mới đáng khoe đó. Nhưng mà nó khổ nổi cái người mà có cái để khoe thì họ không có thể khoe được, bởi vì bản thân cái để khoe đó nó lại là cái tâm trạng không có muốn khoe. Trên đời này duy nhất chỉ có một cái đáng để mình khoe thôi, đó là người không còn muốn khoe nữa, không còn thấy mình là quan trọng nữa. Thì cái đó là cái đáng để nhân viên quỳ lạy từ dưới lại lên mà từ trên lại xuống, nhớ nha, cái đó quan trọng lắm. Không còn thấy có cái so sánh, mình khổ vì có cái so sánh. Thì tôi kể hoài cái câu chuyện một cái vị hành giả tới hỏi thiền sư, hỏi thưa ngài, ngài có thể thu gọn Phật pháp trong một câu được không? Thì vị thiền sư lấy một cây que vạch xuống đất một đường rồi hỏi, cái đường vạch này dài hay ngắn, dài hay là ngắn? Thì cái ông hành giả ông nói, thưa ngài, nó có một đường một, con dựa vào đâu mà con nói nó dài, con dựa vào đâu mà con nói nó ngắn? Ngài nói đó chính là toàn bộ Phật pháp đó, đó là toàn bộ Phật pháp đó. Thì theo chuyện kể, ông cư sĩ lập tức ngộ đạo đấy. Nhưng mà ở đây có lẽ trong rung này có nhiều người cũng cần có giải thích một chút, thì tôi nói nhẹ thôi, vì tôi đâu phải ngộ, tôi đâu phải người ngộ đạo. Đó là tại sao mà vạch một đường như vậy rồi hỏi dài hay ngắn, rồi xác định đó là toàn bộ Phật pháp, là bởi vì chúng ta phải hiểu rằng toàn bộ cái Phật pháp chỉ có một nội dung là giúp chúng ta đừng có so sánh nữa, là vì toàn bộ cái cuộc sanh tử mình nó được khởi đi từ cái so sánh. Tại sao tôi thích ăn cái này mà tôi không thích ăn cái kia? Vì trong cái khẩu vị của tôi cái món này ngon hơn món kia. Tại sao tôi thương người này mà tôi không thương người kia? Là vì tôi thấy người này có điểm hơn người kia. Đấy. Và tại sao tôi ghét người này hơn người kia? Là bởi vì người này có cái mà nó tệ hơn cái người khác. Trong cái nhận thức của tôi, trong khi đó trong cái nhìn của một vị A-la-hán, thì các ngài có thấy chúng sanh khác nhau, nhưng mà cái thấy nó nhẹ nhàng lắm. Tôi nói rất là nhiều lần,
Ngài thấy chúng sanh nó có khác nhau, cũng giống như người ta nhìn chiếc lá màu vàng với chiếc lá màu xanh vậy. Tức là mình thấy ở cái lá này nó màu vàng nên nó không giống màu xanh, thì cái màu xanh nó không giống màu vàng. Cái sự phân biệt này nó rất là nhẹ nhàng, nó không có đủ để làm nên một cái sự xáo trộn nào trong cái tâm tư tình cảm đời sống của mình và của người khác hết, nhớ nha. Nhưng mà khi mình thấy con mình nó giỏi hơn con hàng xóm, con mình nó dốt hơn con hàng xóm, cái nhan sắc của mình nó thua bà kia, hơn bà kia, khi mà cái so sánh mà nó gắn liền với những cái chi tiết ghi gớm như vậy đó thì nó mới lớn chuyện. Còn cái vị A-la-hán ngài không phải so sánh, ngài chỉ thấy rõ cái sự khác biệt, thấy rõ sự khác biệt chứ không phải đi tìm cái sự, ngài không có thành lập một cái sự so sánh mà ngài chỉ thấy ra sự khác biệt thôi. Không biết biết các vị có hiểu được cái này không? Một bên là thấy ra sự khác biệt, còn một bên là đi tìm một cái để so sánh khác nhau chứ. Không biết các vị có thấy cái khác không chứ tôi thấy nó rất là đơn giản nha. Một bên là thằng ngài thấy cái lá này nó vàng, lá kia nó xanh, rất là nhẹ nhàng, ngài không có gắn vô đó bất cứ một cái ý niệm là tôi của tôi, rồi những ý niệm về chính trị, xã hội, tôn giáo, rồi kinh tế, rồi biên giới, văn hóa, văn minh, chủng tộc, không hề có. Ngài chỉ thấy ở chiếc lá này khác lá kia, xong. Còn mình thì không à, mình khi mình nói rằng là kia bà hơn tôi đó là khác à. Cái so sánh này nó gắn liền với bao nhiêu thứ rối rắm nha, nhớ cái nó bắt đầu lớn chuyện lắm nha. Cho nên nó là cho nên nó là vị hành giả phải kịp thời ghi nhận rằng mình có phải đang sống với một cái ý thức so sánh hay không, lớn chuyện lắm nha. Mình phải nhớ rằng mình chưa đi đến đâu để mình không có dậm chân tại chỗ, hiểu vậy để đi tới chứ không phải hiểu về để mặc cảm. Mình biết rằng cái này cần phải phát triển, cái này cần phải chặn đứng, cái này cần thêm, cái này cần bớt để mà chúng ta đi tới thì được. Nhưng mà khi mà tự đánh giá mình để rồi rơi vào ba cái thứ mà so hơn, so bằng và so thua mặc cảm á, so hơn, so bằng và mặc cảm là sai. Biết rõ mình để mình tiến tới là đúng, nhưng mà quan sát mình, quan sát người để mà hình thành một ý niệm so sánh là sai, vì nó không có cần thiết. Khi anh thấy anh là quan trọng anh mới có so sánh, hoặc nói thẳng ra luôn, mình khạc ra một cái bãi đòn đòn xanh và cái thằng kế bên cũng làm một cái pẹt, mình có hơi sức nào mà mình so cái bãi nào lớn hơn bãi nào và cái đàn bên đâu nó xanh hơn bên nào, bên cái bãi nào có máu, bên bãi nào không có máu, mình có hứng thú làm gì nữa không? Tôi biết cái nỗi này nó rất là mất vệ sinh, nhưng mà không nói không được. Đối với một cái người mà hiểu đạo mà ớn cái thân tâm này nó như vậy, nó như hai cái bãi đờm vậy đó, nó ớn như hai bãi đờm vậy quý vị nha, ớn như hai bãi đờm vậy đó. Cho nên nó là bây giờ nó là tới giờ rồi, phải đáng giải cho nó giờ hai cái sao tôi giảng cho nó nhanh nè. Biết rõ cái gì thích hợp và cái gì không thích hợp. Ở trong đây thì mới nói thế này, bên đây mới nói đó là cái chữ gọi là thích hợp không thích hợp, bên đây mới nói là cái chữ gọi là cái chữ sắp ba giá. Sắp ba giá có nghĩa là thuận tiện, có nghĩa là sao, là biết rõ là cái nào giúp mình hay là hại mình trong cái cuộc tu, trong đời sống. Đó là một cái biết rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng. Không sao quý vị, nói lố giờ chứ xíu không sao, nói cho nó hết nha, lố giờ không sao. Và tôi nói rồi, tôi cần thiết tôi vẫn chấp nhận nói lố giờ, nhưng mà mai mốt lỡ mà tôi vào có trễ giờ thì coi như bù bữa nay, bù cho bữa nào mình vô trễ nha. Chứ nhiều khi bà con nghĩ rằng ổng sao mà ổng rề rà, không phải, tại vì mình tôi cũng nhớ được có bù qua bù lại mà. Dẹp hết mấy cái nãy giờ, tôi chỉ lấy cái này là cũng đủ rồi. Trong đời sống và cuộc tu biết rõ cái gì mà nó giúp được cho mình hoặc là hại mình, chỉ bao nhiêu nó đã là tu được, cái vị hiểu không? Đó là trong chú giải nó gọi là Sappaya Sappa Yesu. Biết rõ cái gì có thể giúp được cho cái đời sống và cuộc tu của mình, biết một cái này thôi là đã là lên tới tòa sen ngồi rồi nha.
chỉ cần biết một cái này thôi, biết chọn ra cái gì mà nó giúp được mình. Chỉ cần anh biết rõ cái gì mà nó giúp được anh thì có nghĩa là anh cũng đồng thời biết được cái gì nó hại anh, đúng không? Rất là logic, đúng không? Khi anh biết rõ cái gì nó giúp được anh thì có nghĩa là anh cũng đồng thời anh biết luôn cái gì nó hại anh chứ. Đấy. Mà khi mà anh biết được hai cái đó thì cái chuyện tiếp theo là gì? Là anh né cái nào có hại và anh giữ lại cái gì có lợi. Kịp chưa? Nếu các vị có nghe kịp không? Upakara, upakara xuống là như vậy. Nếu cái gì mà nó giúp được cho mình, có nghĩa là mình biết được cái gì mà nó hại cho mình. Mà khi mình biết được hai cái này thì cái chuyện mà duy nhất mà mình phải làm đó là né cái này và phát triển giữ lại cái kia, rất là quan trọng trong đời sống và cuộc tu nha. Thì trong bát chánh ba trong trong, trong 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 tứ chánh cần của bát chánh đạo có cái tứ chánh cần ấy, chúng ta có cái là ví dụ như đối với cái thiện ấy, thì nỗ lực giữ lại cái thiện đã có và phát triển cái thiện chưa có. Rồi đối với cái ác ấy, thì ngăn chặn cái ác chưa có và đối phó giải trừ cái ác đang có, nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình biết rõ rằng cái gì giúp được mình thì có nghĩa là cùng lúc mình biết cái gì nó không giúp được mình, mà chỉ cần biết rõ hai cái này thì cái chuyện tiếp theo là giữ cái nào và bỏ cái nào. Rồi. Tiếp theo là vị đó biết rõ cái gì là hạ liệt hay thù thắng, đó là sao? Phát triển một cái gì đó đại kỵ là dậm chân tại chỗ, đại kỵ là dậm chân tại chỗ, phải biết rằng đây là điểm cuối, hoặc là phải biết còn có cái phải vượt qua nha. Các vị còn nhớ ba cái đặc điểm của vị Bồ Tát chánh đẳng giác không? Muốn thành Phật tổ thì các vị Bồ Tát phải có đủ ba cái khả năng sau đây. Một là luôn luôn hướng tới cái cao hơn, luôn luôn hướng tới cái cao hơn. Chứ không phải như mình thì cái giờ có được cái gì hay quá cái là dậm chân tại chỗ cái không, luôn luôn hướng tới cao hơn. Dầu đắc thiền sơ nhị tam tứ vẫn phải bỏ lên tới vô sắc, mà lên tới vô sắc rồi cũng không coi đó là số 1, tới ngày chết luôn, tới lúc chết vẫn biết rằng cái tầng thiền cao nhất mà mình chứng được đó là phi tưởng, nhưng vẫn hiểu rằng đây không phải là cao nhất. Cái mục đích cao nhất của mình là chấm dứt sinh tử chứ không phải là để về một cái cõi sinh tử nha. Đó. Đặc biệt như vậy Bồ Tát là luôn luôn đi hướng tới cái cao hơn, cho nên ngài không có bị kẹt, không có bị xa lầy như phàm phu. Còn phàm phu mình đó là coi như là được một đồng là chết trong một đồng, được 10 đồng là chết trong 10 đồng, cái thứ đó nó giàu không nổi nha. Cái thứ mà được nhiều khoái nhiều, được nhiều thì chết chìm trong đó, đó là cái thứ đó nó giàu không có nổi. Mà cái thứ mà muốn làm đại gia thành triệu phú tỷ phú có nghĩa là nó dám đạp tất cả những cái nó có xuống chân để mà làm bậc thang nó leo. Cái thứ nhà giàu, thứ thứ mà đại gia biết dỗ làm ăn, họ có bao nhiêu đi nữa họ đẩy xuống dưới bằng chân rồi hết, để chi? Họ dẫm lên cái họ có để họ bậc thang họ leo lên cái chỗ khác. Còn mình thì mình để trên đầu mình, cho nên là mình nhớ, cứ nhớ thế này, cứ về nhà cứ biết cái câu này: xe là để đậu trên đầu chứ không phải là để đậu trên đầu, nhớ nha. Cái câu này rất quan trọng, cái câu này nghe nó rất là kỳ, nhưng mà treo trong phòng mình: chiếc xe là để đậu trên đầu chứ không phải là đậu trên đầu. Mình có cái gì mà để trên đây nè, chuyện đầu tiên là mỏi cổ nè. Còn cái dân nhà giàu không có, nó có cái gì? Dân không thì nhà giàu chưa đủ, mà phải nói là cái dân giỏi làm ăn á, nó có cái gì thì là nó đưa xuống chừng hết á. Đưa xuống chừng này không là không phải là nó coi thường, mà nó lấy cái đó để làm bàn đạp để nó chồm lên cái cao hơn. Không biết có hiểu này không ta? Đó. Rồi cái thứ hai, cái Bồ Tát là gì? Khả năng buông bỏ rất giỏi. Cái thứ nhất là gì? Là luôn luôn hướng tới cái cao hơn. Cái thứ hai, khả năng buông bỏ rất giỏi. Khi mà anh muốn hướng tới cái cao hơn mà cái hai tay anh nắm chặt như thế này thì tôi hỏi các vị vậy chứ, các vị làm được cái gì tiếp theo? Mới hôm qua có người gửi thì tôi coi một cái clip ngắn, tôi nhìn cái đó tôi cười thì ít mà tôi khó chịu thì nhiều. Có một cái cô gái, cô ở trong cái cổng, bên trong cổng rào, cổ thò tay ra bên ngoài cửa để cổ lấy một cái chai, không biết chai gì, chai chai một cái chai nước uống, mình giả định chắc chai nước uống hay là cái chai giấm, chai đường gì đó, thì cổ mới thò tay ra cổ lấy một chai. Thì có một thằng bé ở đâu nó tới, nó tốt bụng, nó mới lấy cái chai thứ hai, nó mới đưa, nó mới để vô cái bàn tay còn lại của cổ.
ngay lúc đó cũng nghĩ chưa ra của cảm ơn, mà nó xui cho cổ là lúc đó hai bàn tay của nó đang rất là xa so với mặt đất, chứ không phải là mà nó sát cái mặt đất thì nó đỡ quá rồi, đằng này là nó lại hơi xa, nó cách mặt đất tới khoảng trên 1 mét. Biết trong rừng có ai thấy cái đó không? Tức là cổ đứng bên trong cổng rào á, cổ đưa tay ra cổ cầm một chai. Thì lúc hồi nãy là vì cổ có một chai thôi cho nên cổ có cái cách nào mà cổ tha nó từ từ, nó rất là dễ, cổ lấy nó từ từ. Nhưng mà nó lại lát sau có một người tới đưa đặt vô tay bằng tay còn lại của cái chai thứ hai. Lúc đó nghe lúc đó cũng nghĩ ra của cái cầm, nhiều khi cổ cầm rồi cổ mới thấy cổ sai, là bây giờ hai chai nó buông xuống thì nó bể, mà không buông thì cứ cầm vậy cho đến lúc có người tới giải cứu. Có bị hiểu không? Cái câu chuyện đó nó, cái hình ảnh đó nó sâu quá, nó quá sức sâu mà tôi sợ rằng tôi tả nhưng mà con không có hiểu. Thôi hẹn nhau kiếp sau nghe. Thì có nghĩa là mình muốn vươn lên cái gì cao hơn thì mình phải biết coi thường cái cũ, biết bỏ cái cũ. Cái đặc điểm thứ hai của Bồ Tát là khả năng buông bỏ rất giỏi. Bây giờ nắm càng nhiều chỉ tự mình làm kẹt mình thôi, mình lâm vào thế kẹt thôi. Đấy. Rồi cái thứ ba là gì? Là Bồ Tát không có giam nhốt mình trong bất cứ cái nhà ngục nào. Dầu đó là một cái nhà ngục bằng vàng. Nha, không có giam nhốt mình, không có xiềng xích mình trong bất cứ một cái nơi chốn hoặc một nào mà vàng son cách mấy. Bồ Tát không có tự mà lấy vàng đánh thành dây xích để mà xiềng chân, cũng không lấy vàng đúc gạch để mà xây nhà ở. Vì Bồ Tát luôn hiểu dây xiềng bằng sắt hay bằng vàng cũng đều là giữ mình lại một nơi nào đó. Một cái nhà giam dầu nó bằng đá hay là bằng vàng thì nó cũng là giam giữ mình. Cho nên cái điều thứ ba là Bồ Tát không có giam nhốt mình trong một cái nhà ngục nào hết. Đó là sao? Cái tình thương của Bồ Tát không có gói gọn trong một đối tượng đặc biệt nào hết. Bồ Tát là một người cha, một người chồng, một người bạn, một người con rất tốt. Nhưng mà Bồ Tát không dừng lại ở đó, mà Bồ Tát còn là một người bạn rất tốt, một người láng giềng rất tốt, một người công dân, một người đồng hương rất tốt, và cuối cùng Bồ Tát là một chúng sanh rất tốt đối với vô lượng chúng sanh khác. Chứ Bồ Tát không có tự giam nhốt mình trong cái quan điểm chính trị, văn hóa, tôn giáo để rồi đóng khung cái trái tim mình. Tôi chỉ yêu được chừng đó thôi, tôi chỉ yêu được cái loại người đó thôi, tôi yêu được cái mảng văn hóa đó thôi. Sai, Bồ Tát phải như vậy. Bồ Tát không có giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào hết. Chính vì vậy cho nên Bồ Tát mới đạt đến cảnh giới cao nhất, đó gọi là phân biệt được cái thù thắng và hạ liệt nha. Phải biết cái gì dưới, cái gì trên, cái gì cao, cái gì thấp, cái gì cần phải vượt qua. Vì hành trình văn minh của nhân loại nó là một hành trình đặt chân rồi lìa bỏ, đặt chân đến rồi lìa bỏ mà đi. Đó là văn minh của nhân loại nha. Bởi vì nếu mà nhân loại đem đến một nơi chốn nào đó rồi đứng nó không đi nữa thì không thể hình thành cái nền văn minh hiện đại. Mà nền văn minh hiện đại nó phải đến, nó phải có, nó chỉ có được từ cái chuyện đặt chân đến rồi từ đó mà ra đi để tìm về một cái điểm khác. Đó chính là thành nền văn minh chúng ta, nền văn minh nhân loại đến rồi bỏ mà đi. Đấy. Rồi tiếp theo là một hành giả tôi biết rõ cái gì hắc bạch, biết rõ cái gì thiện ác. Cái này là bắt đầu hơi đốt ráo rồi, biết rõ cái gì là đốt ráo thì nghe, biết rõ cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Thiện ở đây là gì? Thiện ở đây có nghĩa là cái gì mà nó đem lại quả lành, đó là thiện. Cái nghĩa thứ hai ghê hơn, thiện là cái gì đó mà giúp cho mình không còn ác, giúp cho mình lìa bỏ cái chốn cũ thấp kém, và cuối cùng thiện là cái gì đó giúp mình rời khỏi tội sanh tử. Các vị nghe kịp không? Cái thiện thứ nhất là cái thiện mà giúp mình lìa bỏ cái ác. Cái thiện thứ hai là giúp mình lìa bỏ cái thấp kém. Và cái thiện thứ ba là giúp mình lìa bỏ mọi hiện hữu. Cái thiện mà giúp mình lìa bỏ cái ác là sao? Ví dụ như bây giờ mình không có sát sanh, mình bố thí, mình cung kính phục vụ, thì cái thiện đó được gọi là cái thiện giúp mình lìa cái ác đó. Cái điểm thứ hai là giúp mình lìa bỏ cái thấp kém, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không có đam mê ở trong năm trần, dù mình giàu mình đẹp cách mấy nhưng mà mình vẫn thiết tha cái thiền định tu tập, chứ không có đam mê hưởng thụ các cái quả báo vật chất
Vậy nên bước một là cái thiện đã giúp mình lìa cái ác này để sung sướng ở cấp thấp. Nhưng mà cái thứ hai là anh phải hướng tới cái cao hơn, bỏ dục mà lên cái thiện. Đây, đó là cái thiện thứ hai. Nhưng mà cái thiện rốt ráo nhất chính là cái thiện mà lìa bỏ cả bốn cái thiện ác buồn vui. Thì cái thiện này được gọi là thiện siêu thế. Cái thiện này nè mới là cái thiện rốt ráo triệt để đấy. Còn mà cái thiện mà mình mà Phật tử mình nói là làm lành lắm dữ gì đó ba, cái thiện mà mình nghe thấy từ ngày sống đó là thiện cấp 1. Tức là cái thiện mà cấp 1 là cái thiện nó chỉ mới là phân biệt giữa cái ác và cái thiện, nó chỉ cách biệt với cái ác thôi. Nó còn kế bên nhà xí nó còn hơi tanh tanh nồng nồng khai khai này, nó mới ra khỏi nhà xí thôi. Cái điện thứ hai nó giúp mình lìa bỏ cái chỗ thấp kém. Lìa bỏ cái chỗ thấp kém có nghĩa là mình không tiếp tục ở cái chỗ mình sình lầy nước đọng đó nữa. Mình mới ra khỏi cái nhà cầu cái dồ là đã khá rồi đó, nhưng mà giờ mình lìa bỏ cái vùng đầm lầy nước đọng, sình lầy nước đọng. Rồi chưa hết, mình phải làm sao mà mình phải là xa hơn nữa, mình phải về phố kìa, mình phải ra khỏi cái chỗ mà mũi kêu như sáo thổi mà đĩa lên tới bến cạnh. Tôi chỉ ví dụ thôi nha, trong trong tôi van các người đừng hiểu lầm là tôi đang mạt sát cái bản quán miền Tây của tôi, không phải. Tôi đang ví dụ thôi nha, chứ đừng nghĩ là tôi đang mạt sát, tôi đang chối từ, tôi đang quay lưng, tôi đang phản bội với cái cội nguồn của tôi là sai nha. Tôi đang ví dụ thôi nha. Rồi biết được cái thiện và cái ác, cái thiện ở đây là vậy đó quý vị. Cho nên nếu mà cái thiện nó có ba thì cái ác nó cũng cũng có ba. Cái ác thứ nhất là nó không có, nó là nó đối lập với cái thiện. Mà cái ác thứ hai đó là sự quẩn quanh trong cái thiện thấp kém. Nó quẩn quanh trong thiện thấp kém thì cái đó vẫn bị coi xem là cái ác, là cái xấu, cái không nên. Ví dụ như bây giờ tôi bố thí trì giới để tôi được sống ở trong cái cõi nhân thiên dục giới, và tôi thấy cái đó là hay, tôi đam mê trong đó, tôi thấy ngoài cái đó ra không có cái gì hơn được, cái đó lại tại là cái bậy nữa. Tôi khá hơn, tôi đúng, tôi khá hơn mấy cái loài, mấy cái người, mấy chúng sanh mà không biết tu đúng. Nhưng mà so với những người mà ly dục thì họ nhìn tôi ớn lắm, họ thấy tôi cũng tệ lắm, bất thiện là vậy. Dù nó không phải là ác gián tiếp, không phải là ác trực tiếp, nhưng nó là cái ác gián tiếp. Đó, cho nên tôi phải bỏ cái đó lên cái bậc cao hơn, đó là tu tập thiền định. Nhưng mà đối với một cái bậc la hán thì ngài thấy rằng một chút phiền não trong lòng vị a la hán vẫn là bất thiện. Một chút đam mê trong thiền á mà của vị a la hán vẫn là bất thiện. Đấy, cho nên cái thiện nó có ba mà ác cũng có ba. Tôi nhắc lại, cái thiện thứ nhất đó là nó mới có rời cái ác, cái thiện thứ hai là nó phải rời cái thấp kém, và cái thiện thứ ba là nó phải rời mọi hiện hữu. Và cái ác từ đó nó cũng có ba. Cái thứ nhất là nó đối lập với cái thiện, cái thứ hai là nó quẩn quanh trong cái thiện thấp kém, và cái ác thứ ba nó là còn dây dưa trong hiện hữu. Còn dây dưa trong hiện hữu, dầu đó là phi tưởng, phi phi tưởng, chỗ cao nhất của tam giới, nhưng mà hễ còn dây dưa hiện hữu nó vẫn là cái ác nha. Rồi cuối cùng nó là nắm giữ các tướng, tôi nghĩ là sao? Các tướng này có nghĩa là biết rõ nền tảng, lý do, điều kiện của mọi thứ. Chữ Karana ở trong tiếng Pali gọi là Nimitta, mình chú giải nó là chữ Karana. Tôi nói cho các vị nghe, mọi thứ trên đời này, cái gì ở đời này nó cũng phải có cái lý do và cái điều kiện để nó có mặt hết. Nói luôn, các vị còn nghe không? Các vị trong đó mình còn nghe không ta? Alo, trong room còn nghe không? Các vị trong room. Rồi, ok, còn nghe, ok. Các vị nghe cho kỹ cái này. Mọi thứ ở đời này nó đều cần đến lý do và điều kiện để nó có mặt. Thì cái lý do và điều kiện nó được tiếng Phạn gọi là karma. Lý do và điều kiện. Có trường hợp mình có lý do để mình làm chuyện đó nhưng mà mình không có điều kiện, có đúng không ta? Đúng không ta? Biết các vị có hiểu tiếng Việt cái chỗ này, tôi nói tiếng Miên nha, tôi nói tiếng Miên.
Tức là có trường hợp mình có lý do để làm chuyện đó nhưng mà mình không có điều kiện. Rồi có trường hợp mình có điều kiện để làm chuyện đó nhưng mà mình không có lý do. Ví dụ như bây giờ các vị biết là có sao tôi nói vậy, tôi nghĩ gì tôi nói đấy, đừng có nghĩ là mày nha. Là thỉnh thoảng tôi đi mấy cái tiệm đồ cũ của Thụy Sĩ đó, tôi gặp cái cần câu cá đó. Trời, nó có nhiều cái cần câu mà tôi nói, mình mê luôn, đã lắm. Có mấy cái cần câu mà tôi không có câu, nhưng mà ít ra tôi cũng có chút chút kiến thức là về vật dụng, mà nhìn cái tay quay mà quay dây cước, cái tay quay của nó đó tốt, nhìn mà mê luôn, nhìn là muốn đi câu á, không? Rồi bao nhiêu cái đồ mascara mà đồ làm đẹp, đồ mỹ phẩm nó bán nhiều cái đồ đẹp lắm, nhưng mà tôi có điều kiện vì cái đó nó rẻ xịn, tại mấy bạc đồ cũ mà Thụy Sĩ phải nói là đồ cũ Thụy Sĩ rất đáng để bà con nên ghé thăm. Và tôi phải nói rằng những ai mà giàu được người đó người nghèo mà miễn là có tí tí khả năng, mà chứ miễn là người đó thích xài đồ tốt, thì tôi khuyên là nó nên đi Thụy Sĩ một lần, bởi vì đồ cũ Thụy Sĩ nó tốt chứ, mà nó rẻ rẻ như rác, với người họ giàu á, họ xài còn có nhiều lý do để họ tuôn nó ra đồ cũ lắm, nhiều lý do lắm. Một là họ xài đồ mới họ bỏ đồ cũ, hai nữa là họ chết họ để lại rồi con cháu họ không có thích nữa, họ đem ra họ cho không gì đó. Đồ cũ nhiều lắm, nó có vô số cái đồ cũ mà cái giá rẻ mạt. Tôi có điều kiện để tôi sở hữu nó, nhưng mà tôi không có lý do. Yeah, thế là nhà tôi tới giờ tôi không có mấy cái đồ đó. Cho nên có nhiều cái việc mà chúng ta có lý do để thực hiện nhưng mà không có điều kiện. Có nhiều cái việc chúng ta có cái điều kiện để thực hiện đó nhưng mà chúng ta không có lý do. Yeah. Rồi có nhiều trường hợp chúng ta có cả lý do và có cả điều kiện để thực hiện, và có những chuyện chúng ta không có điều kiện mà cũng không có lý do. Ví dụ như bây giờ Calama, bây giờ có người đề nghị tôi làm một cái discotheque là cái vũ trường ở trong lòng của Calama, có người đề nghị tôi làm một cái phòng chơi bowling ở trong Calama, có người đề nghị tôi làm một cái spa tắm hơi rồi tắm khoáng, chở bùng ở nơi khác, bùng khoáng tới cho Calama, rồi sauna, rồi Turkish bath, tắm thổ ở Calama. Thì các vị tưởng tượng đó, cái đó là đối với tôi đó là nó là cái không có lý do để thực hiện và nó cũng không có điều kiện để thực hiện. Các vị biết một cái phòng bowling là bao nhiêu tiền, các vị biết không? Ở đây có vị đồng tiền cười đó, các vị có muốn cho tiền để tôi làm chuyện đó không? Các vị cho tiền thì tiền để tôi hỏi ví dụ rồi có những việc nó không có lý do và nó cũng không có điều kiện. Nó có lý do, nó có điều kiện nha. Và cuối cùng có những chuyện nó vừa có lý do mà nó cũng vừa có điều kiện, thì mình tu hành mình đã biết rất rõ lý do và điều kiện cho những cái chuyện mình muốn làm và không muốn làm. Đấy, có những chuyện mình không muốn làm nhưng mà mình coi nó có lý do để mình thực hiện hay không, có không ta? Thí dụ như cái phòng y tế chăm sóc hành giả nhẹ cấp cứu nhẹ, phòng sơ cứu, phòng y tế để sơ cứu hành giả đó, thì đối với tôi đâu có vui vẻ gì cái phòng đó đâu. Nhưng mà trong lúc suy nghĩ trù hoặc một số chuyện phải làm cho Calama, bắt buộc tôi phải nghĩ chứ, tôi mới thấy làm gì làm, có chỗ toilet, có phòng ăn, có nhà bếp, có tùm lum, nhưng mà mình phải có một cái trạm, mình cái trạm hay một cái phòng gọi là phòng y tế sơ cứu, nước tai rồi bỏng nước sôi rồi côn trùng chích đốt rồi đại khái ba những nhu cầu nhỏ nhỏ của anh chị em mình nên làm ở đó tạm thời phải có, ví dụ như vậy. Thì có nhiều chuyện cho nên người tu hành nó biết rõ là có những chuyện mình không thích làm nhưng mà nó có lý do để mình làm hay không, và nếu có thì mình có điều kiện hay không. Rồi để có những chuyện mình thích làm nhưng mà nó có lý do để làm hay không. Nếu không có lý do để làm thì dù có điều kiện gì nữa thì cũng phải làm lơ nó đi. Làm lơ nó đi. Yeah. Cái điều như kịp không ta? Nghe kịp không? Mình tu hành là cái này quan trọng nha. Cứ đọc câu thần chú này. Mọi chuyện, mọi vật ở đời đều cần đến lý do và điều kiện để tồn tại. Người tu hành phải biết rất rõ lý do và điều kiện ấy. Để chi? Khi xét tới những chuyện mà mình thích làm, khi xét với những chuyện mà mình thích làm thì ta phải xem coi cái chuyện nó có lý do để thực hiện hay không.
Nếu mà nó không có lý do thì dù có điều kiện cũng phải làm lơ. Còn đối với những cái chuyện mà mình không thích làm, mà nếu nó có lý do để mình thực hiện thì dù mình không thích cũng phải ráng tạo điều kiện để thực hiện cho bằng được. Nhớ nha, bài kinh này rất là sâu nha quý vị, rất là sâu. Rồi khéo để nhập với trí tuệ là sao? Có nghĩa là học cái gì, suy tư cái gì, hành trì cái gì thì cuối cùng cũng phải hướng tới cái trí tuệ về 4D. Anh có giỏi bằng trời nhưng mà cái trí tuệ của anh nó chưa đạt tới cái mức gọi là có tiêu về thác. Có nghĩa là anh mới có là cởi bò, anh mới có là cắt cỏ chứ anh chưa có uống được sữa bò, chưa được, chưa được, mới cởi bò chưa ăn thua, mới nó có cầm sợi dây cột bò chưa ăn thua, mới ôm một bó cỏ chưa ăn thua. Mà anh phải làm sao mà một cỏ với bò nó kết hợp làm sao mà nó ra được một ly sữa tươi đó thì nó mới khác nha. Thì đạo giải thoát cũng vậy, tất cả những gì mà chúng ta hành trì, chúng ta nghiên cứu học hỏi nhồi nhét công phu máu lệ, tất cả chỉ là bò và cỏ thôi. Bây giờ mình cộng làm sao mà nó ra được ly sữa đó, mới khá được nha. Ok, bây giờ lốt 15 phút. Hẹn quý vị lại ngày Chủ nhật. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me punyang asawa kaya wahan ko. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamang punyam pagang sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.